chương 855, khó bề phân biệt. Rời khỏi đào nguyên thành hơn 50 dặm, thả thần thức ra xem xét hoàn cảnh xung quanh một chút, xác định không có cao thủ tồn tại, đường phong mới đem sơn hà đồ từ trong mị ảnh không gian ra, trâu cá trê khống chế sơn hà đồ bay tới bay lui quanh người đường phong, mạnh mẽ hít thở, giống như con chim con bị nhốt trong lòng đột nhiên được thả ra, đào nguyên nằm ở vị trí nào, đường phong mở miệng hỏi. Trâu cá trê phân biệt cảnh vật chung quanh một chút, lúc này mới đem Sơn Hà đồ chuyển về phương hướng khác, cung kính nói, bên này, đại thiếu chỉ cần theo hướng này đi tới khoảng trăm dặm, khi người nhìn thấy một khu rừng đào diện tích rộng lớn, cửa vào nằm cách đó không xa, đường phong gật gật đầu, tùy ý để hắn ở bên ngoài một chút, lúc này mới đem Sơn Hà đồ ném vào mị ảnh không gian, trước khi biến mất, râu cá trê vẫn không quên nhắc nhở đường phong, đại thiếu đừng quên phóng xuất lão phu A, đi theo phương hướng râu cá trê chỉ dẫn, Đường Phong triển khai thân pháp chạy về phía đó, khoảng chừng một canh giờ sau, một thế giới màu hồng phấn xuất hiện trong tầm mắt Đường Phong, giống như một thiếu nữ trong khuê phòng, màu hồng phấn xinh đẹp bao trùm phiến thiên địa này, không biết diện tích khu rừng đào bao lớn, hoa rơi rực rỡ, cảnh sắc tươi đẹp đến cực điểm, vào mùa này, không phải là thời điểm hoa đào đua nở, nhưng nếu tách hoa đào và linh mạch chi địa ra thì thấy chúng tuyệt đối không có nửa điểm quan hệ với nhau, đang lúc Đường Phong chuẩn bị đi vào rừng đào một cổ thần thức cường hoành từ hắn tản quét tới và phát hiện không ít khí tức. Những người này cách mình ít nhất 30 dặm, nếu không phải đường phong muốn ra xem bốn phía có địa phương gì đáng chú ý hay không, chỉ sợ cũng không phát hiện ra, những người này ai? Đến nơi này làm gì? Trong nội tâm đường phong rất nghi hoặc cho nên cẩn thận dò xét một phen, nào biết thần thức vừa mới lan tới, liền mạnh mẽ phát giác có một cổ thần thức phát giác được sự tồn tại của mình, đang lần theo phương hướng của mình quét tới đường phong vội vàng nín thở tập trung tư tưởng vận chuyển thiên nhân hợp nhất sau khi cổ thần thức kia quét qua thật lâu mới thu hồi cách đó ba mươi dặm một đám người đang bận rộn không thôi một người trong đó quay đầu hỏi đại nhân có gì sao thần sắc lão già âm trầm nhìn những người trước mặt chốc lát nói không có gì để nhanh tốc độ đám người thiên thánh cung đã đi vào trước chỗ bảo tàng đó tuyệt đối không thể để cho bọn chúng đạt được đáng giận tin tức truyền về trễ một chút thành chủ đối với vật kia nhất định phải có nếu lần này thất thủ khi trở về tất cả chúng ta sẽ bị thành chủ trách phạt vâng đám người cùng hô lên cùng lúc sắc mặt lão già gầy còn trước mặt đầy lo lắng quay đầu nhìn qua phương hướng đường phong trên mặt như có điều suy nghĩ lúc này đường phong đang từ từ đến gần dưới thiên nhân hợp nhất chi cảnh chỉ cần cẩn thận một ít sẽ không bị người ta dùng mắt thường nhìn thấy đường phong nắm chắc sẽ che giấu khí tức và cương khí chấn động của mình Cổ thần thức vừa rồi dò xét làm cho hắn cảm nhận được sự quen thuộc, nhưng lại không nhớ là đã gặp ở nơi nào. Cho nên mới mạo hiểm đi về phía trước nhìn rộng, khoảng cách 30 dặm cũng không tính là quá xa, nhưng Đường Phong phải hao phí nửa canh giờ mới đến gần đám người này, lúc còn cách 5 dặm, Đường Phong ẩn nấp thân hình, lặng lẽ nhìn về phía trước, không khỏi liếu lưỡi, đội hình thật lớn, đám người ở xa xa kia khoảng 2 30 người, hơn nữa tất cả những người này đều là linh giai cao thủ những người khác đường phong không biết, nhưng khi nhìn thấy người đứng chấp tay sau lưng kia, đường phong liếc sơ một cái liền nhận ra, Lý Thiên Cừu. Một trong những linh giai trung phẩm của huyết vụ thành, trên người mặc một bộ trường bào màu hỏa hồng, đón gió mà đứng, quần áo bay phất phới, lúc trước ở bên ngoài đường gia bảo, đường phong đánh chết bích kinh thần, Lý Thiên Cừu cùng hứa cửu châu thấy không thể ngăn cản đường phong, liền bỏ thương hải xuống quay đầu chạy trốn, trận chiến ấy, Đường Phong giết hai linh giai trung phẩm của huyết vụ thành, lại không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được Lý Huyết Cừu, Hồng Bào. Điều này đại biểu cho địa vị trong huyết vụ thành rất cao, chỉ có chấp sự hoặc hộ pháp mới có thể mặc, mà hai ba mươi người còn lại, đều thống nhất mặc hắc bào. Điều này có ý nghĩa là họ đều là linh giai cao thủ của huyết vụ thành, người huyết vụ thành tới nơi này làm gì? Đường phong không rõ ràng lắm, chẳng lẽ sau lần thất bại ở đường gia bảo, bọn chúng đã đem ánh mắt nhìn chầm chầm vào đào nguyên phỏng đoán này không hẳn là không đúng hiện tại hai thế lực đỉnh cấp thiên thánh cung và huyết vụ thành đang đi cướp linh mạch chi địa đào nguyên bị nhìn chằm chằm cũng có thể hiểu được nếu giống như suy đoán của hắn căn cứ vào phương hướng của họ có lẽ chính là cửa vào của đào nguyên như thế đỡ mất thời gian của mình không may trong nội tâm đường phong đang hận chết đám người kia bảo bối của râu cá trê là lưu lại cho chính mình nhưng không nghĩ tới lại có một đám kỳ đà cảng mũi xuất hiện ngay trước mặt hơn nữa hiện tại bọn chúng giống như đang mở cửa vào tuy đường phong cảm thấy có chút phiền phức nhưng hắn vẫn nhẫn nại chờ đợi hai ba mươi linh dai số lượng không ít đường phong không dám xem thường để bọn chúng chém giết cướp đoạt linh mạch thiếu gia chỉ cần bảo tàng của râu cá trê là được có rất nhiều linh mạch chi địa đều phải có phương pháp đặc thù mới mở ra được giống như bạch đế bí cảnh nếu không sử dụng bạch đế ấn phải thi triển tứ quý tuyệt sắc kiếm trận hội tụ tứ quý chi lực mới có thể mở ra mà đào nguyên trước mặt này xem ra muốn mở cũng phải có thủ đoạn đặc thù không biết người huyết vụ thành từ đâu biết được phương pháp này nếu không cũng sẽ không xuất hiện tại chỗ này sau khi đợi một thời gian thật lâu đường phong cảm thấy chán muốn chết đột nhiên cảm thấy thiên địa linh khí bắt đầu khởi động không chỉ như thế ngay cả mảnh rừng đào nguyên cũng chập chờn không thôi một mảng lớn cánh hoa đào từ trên cây rơi xuống dưới sự dẫn dắt của một cổ lực lượng thần kỳ tụ tập đến chính giữa đám cao thủ huyết vụ thành lui Chương 856: Sống mái với nhau. Những cánh hoa đào này tụ tập cùng một chỗ, không ngừng bay múa, lúc ban đầu chỉ có rất ít, nhưng thời gian trôi qua, số lượng cánh hoa đào trong núi càng ngày càng nhiều hơn, đem nơi này bao phủ trong hoa đào, tốc độ bay múa của hoa đào càng lúc càng nhanh, trong không khí truyền đến những tiếng rít chói tai, đem tốc độ của những cánh hoa này bay nhanh đến cực điểm, sau đó đột nhiên dừng lại, một màu hồng phấn phô thiên cái địa rơi xuống mặt đất làm cho đám người kia cũng phải nheo mắt lại. Phóng nhãn nhìn qua, thấy trước mặt xuất hiện một cánh cửa hình tròn màu hồng phấn, cánh cửa hình tròn do hoa đào tạo thành, mà ở giữa cánh hoa đào là một màn sáng màu hồng phấn. Đại nhân, cửa đã mở, một tên linh giai cao thủ của huyết vụ thành hưng phấn nói với Lý Thiên Cừu, vào, nhưng phải coi chừng người thiên thánh cung mai phục ở bên trong, nếu phát hiện có người ở cửa vào, giết bất luận tội. Lý Thiên Cừu đằng đằng sát khí nói, vâng, đám người đồng ý, nhanh chóng chui vào đại môn hình tròn đợi đến lúc thân ảnh của đám người huyết vụ thành biến mất lý thiên cừu mới quay đầu liếc nhìn về phương hướng của đường phong vẻ nhíu mày lúc này mới giãn ra lập tức lắc đầu một bước bước vào trong đại môn sau khi thân ảnh lý thiên cừu biến mất không lâu đại môn hình tròn màu hồng phấn này giống như mất hết động lực lập tức hóa thành ánh sáng huỳnh quang tiêu tán trong không khí đường phong từ trong chỗ ẩn thân đi tới đi về phía lối vào tại sao lại có người thiên thánh cung người ở bên trong đường phong trăm mối nghi hoặc vẫn không có lời giải vừa rồi lý thiên cừu nói hắn nghe rất rõ lúc ban đầu đường phong còn tưởng người huyết vụ thành muốn cướp linh mạch của đào nguyên nhưng bây giờ lại không phải như vậy hai thế lực đỉnh cấp đều phái cao thủ hội tụ trong một linh mạch chi địa không có khả năng chung sống hòa bình xem ra ở đây rất náo nhiệt bọn chúng đến đây làm gì chẳng lẽ muốn cướp linh mạch sợ sau khi xông vào sẽ đụng phải người của huyết vụ thành cho nên đường phong tận lực chờ ở bên ngoài một canh giờ xác định người huyết vụ thành đã đi xa lúc này mới thản nhiên vận dụng lực lượng bạch đế ấn bạch đế ấn được trâu cá trê gọi là thiên cơ ấn thấy rõ thiên cơ có khả năng mở tất cả phong ấn trên thế gian muốn biết có phải hay không hiện tại là cơ hội thí nghiệm tốt nhất lực lượng bạch đế ấn vừa ra trước mặt đường phong xuất hiện một vòng xoáy tình huống cửa vào mở ra bất đồng với người huyết vụ thành không mỹ cảm chút nào hoàn toàn giống hệt như lúc xuất hiện ở trong sơn hà đồ đường phong không sợ trực tiếp chui vào trước mắt là một bông hoa đường phong phát hiện mình đã đi vào một vùng đất khác nơi này chính là đào nguyên nhìn thế giới trước mặt cảm thụ linh khí trong không khí quá mỏng manh trình độ linh khí không khác thế tục cho lắm thậm chí đường phong còn hoài nghi mình có đi nhầm địa phương hay không linh mạch chi địa bởi vì có linh mạch cho nên mới gọi là linh mạch chi địa trình độ nồng đậm của linh khí ở địa phương này không cách nào đánh đồng với bạch đế bí cảnh đã không còn sai biệt bao nhiêu với thế tục phất tay đem sơn hà đồ ra ngoài, đường phong nhìn râu cá trê hỏi, đây là địa phương nào, trong mắt râu cá trê chuyển vài vòng, ngạc nhiên nói, ô, đại thiếu quả nhiên có bản lãnh nha, đã có thể tìm ra đào nguyên. Ơ, ờ, sao linh khí lại mỏng manh như vậy, ngươi xác định nơi này chính là đào nguyên, đường phong lông mày nhịn không được nhảy dựng lên, hắc hắc, tuy lão phu bị phong ấn cả ngàn năm, nhưng dù sao ta cũng xuất thân từ đào nguyên, làm sao lại không nhận ra nhà mình ở đây không phải là cửa vào của đào nguyên hay sao, đạt được trâu cá trê xác nhận, đường phong càng nghi hoặc. Linh khí đào nguyên mỏng manh như vậy, chẳng lẽ linh mạch đã xảy ra vấn đề? Nếu không cũng không có khả năng xuất hiện loại tình huống này, nếu linh mạch đã sớm xảy ra vấn đề, hai thế lực đỉnh cấp kia tới đây làm gì? Trước mắt mặc kệ hai thế lực lớn muốn làm gì ở đây, đường phong không muốn xen vào chuyện của họ. Thiên Thánh Cung và Huyết Vụ Thành đều là quái vật khổng lồ, tuy đường phong không sợ bọn họ nhưng bằng hữu và người thân của mình lại không được có thể không trêu chọc tận lực tránh trêu chọc cẩn thận hỏi thăm râu cá trê một phen xác nhận chỗ năm đó hắn giấu bảo bối đường phong liền hướng bên kia đi đến lấy được bảo bối liền đi để cho bọn họ chó cắn chó trong miệng đầy lông căn cứ theo lời râu cá trê nói xuất thân năm đó của hắn là người tu luyện của đào nguyên cho nên mới đem bảo bối giấu ở chỗ này mà khi hắn có xung đột với người đào nguyên môn cũng chính là tông môn cường đại nhất trong linh mạch chi địa này diện tích của linh mạch chi địa này không phải rất lớn căn bản không thể đánh đồng với bạch đế bí cảnh thậm chí còn kém hơn cả linh mạch chi địa của đường gia bảo hơn nữa tông môn trong đây cũng chỉ có ba tạo thành thế chân vạc thực lực không kém nhau cho nên cứ duy trì như thế trong trăm ngàn năm qua dọc theo đường đi đường phong vẫn luôn cẩn thận đề phòng sợ bị người ở đây phát hiện tung tích dù sao ở trong này diện tích không lớn hơi không cẩn thận có thể sẽ gặp được người khác khi đó đường phong sẽ bị phát hiện rất nhanh đây là lo ngại của mình một đường tiến về phía trước đường phong nhìn thấy một mảng phế tích xem ra nơi đây hẳn là nơi ở của một tông môn nhưng không biết đã bị ai phá hủy khắp nơi đều đóng đổ nát thê lương trên mặt đất còn có lưu lại một ít vết máu có điều vết máu rất nhạt xem ra đã qua một thời gian rất lâu nếu không cẩn thận chú ý sẽ không thể phát hiện ra cái tông môn này ít nhất cũng đã bị người ta diệt môn cách đây vài năm, đi về phía trước thêm nửa ngày, lại thấy một chỗ phế tích, trong đào nguyên tổng cộng có ba tông môn, đường phong đã nhìn thấy hai tông môn bị diệt, hơn nữa còn là chuyện phát sinh vào vài năm trước, tuy tông môn còn lại đường phong không có đi thăm dò, nhưng hắn cũng có thể đoán ra tình huống chắc không khác gì so với hai tông môn trước, liên hệ với tình huống linh khí ở trong này, đường phong liền minh bạch, chỉ sợ đào nguyên đã bị phế bỏ từ sớm. Tất cả tông môn ở đây bị diệt, linh mạch không được bảo vệ, cho nên mới hoang vu như hiện tại, linh khí trở nên mỏng manh vô cùng, có thực lực tiêu diệt một linh mạch chi địa, không phải thiên thánh cung thì cũng là chuyện tốt của huyết vụ thành. Đường Phong cảm thấy khả năng là thiên thánh cung lớn hơn một chút, tuy oán giận, nhưng Đường Phong cũng không quen biết những tông môn này, cho nên cũng sẽ không đi báo thù cho bọn họ, mặc niệm một lát, Đường Phong lại tiếp tục lên đường, cả đào nguyên, Đường Phong chỉ cần mất khoảng 2 ngày là đi xuyên qua cho nên còn cách chỗ râu cá trê giấu bảo bối không xa lắm. Ở đây ngoài bản thân mình ra, còn có đội ngũ của Thiên Thánh Cung và Huyết Vụ Thành, cho nên đường phong không dám khoa trương quá mức, cước lực cũng chậm dần. Dù là như thế, thời gian trong đào nguyên lại qua một ngày nữa, cuối cùng cũng đến được vị trí trong lời nói của râu cá trê. Mê Tung Chi Lâm, trước mặt là một cánh rừng đào non xanh nước biếc, hoàn toàn bất đồng với rừng đào bên ngoài, rừng đào ở đây là do người ta trồng xuống, rậm rạp chằng chịt, phân bố theo một quy tắc thần kỳ quỷ dị. Đây tất nhiên là thủ bút của râu cá trê, thực lực năm xưa của hắn dù không tệ, nhưng nhân phẩm quá kém, trộm cắp khắp nơi, dẫn đến có vô số cựu gia, tùy thời đều phải đề phòng người ta đánh trộm, mà những bảo bối trộm được không thể mang theo trong người, cho nên phải tìm một nơi an toàn để che giấu. Mà Mê Tung Chi Lâm này chính là nơi mà hắn che giấu bảo bối. Nếu như nhìn từ trên không trung xuống, sẽ nhìn thấy Mê Tung Chi Lâm này phân bố theo một hình tròn cực lớn có những thông đạo dài hẹp kéo dài tới tận trung tâm, mỗi một lối đi đều cơ quan và bẫy rập không giống nhau, muốn đi tới vị trí trung tâm tuyệt đối là chuyện khó khăn trùng trùng, loại địa phương đặc thù này, trong Đào Nguyên cũng không phải là bí mật gì, nhưng trải qua nhiều năm như vậy, những người tu luyện và các tông môn trong Đào Nguyên vẫn không thể lấy được bảo tàng của râu cá trê, có thể nghĩ cũng biết những thông đạo này che giấu bao nhiêu nguy hiểm, thời điểm Đường Phong tới đây, vốn rất mừng rỡ nếu những thông đạo này có nguy cơ trùng trùng với người khác, nhưng hắn vẫn không coi vào đâu, chỉ cần đem sơn hà đồ từ trong mị ảnh không gian lấy ra, là có thể từ trong miệng của râu cá trê biết được phương pháp tiến vào an toàn, không cần phải đối mặt với những nguy hiểm kia. Nhưng khi vừa mừng rỡ xong, đường phong lại phiền muộn khi phát hiện, ở bên ngoài mê tung chi lâm, có hai nhóm người đang đánh nhau, ta kháo. Thiếu chút nữa đường phong muốn thổ huyết, hai nhóm người kia, một đám trong đó lại chính là nhóm lý thiên cừu tiến vào trước hắn một canh giờ mà nhóm bên kia không cần suy nghĩ cũng biết là người thiên thánh cung bên lý thiên cừu có một linh giai trung phẩm ha ba mươi linh giai hạ phẩm bên thiên thánh cung cũng không kém cũng có một linh giai trung phẩm dẫn đội tuy nhân số không được nhiều như huyết vụ thành nhưng cũng không kém hơn là bao hai đại thế lực đỉnh cấp này từ xưa tới nay vẫn thủy hỏa bất dung cho nên khi gặp nhau cùng một chỗ chắc chắn sẽ phát sinh chiến đấu hơn 10 linh giai đại chiến, thiên địa biến sắc, các bay đá chạy, đường phong còn nhìn thấy đủ loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, mặt đất bị lõm xuống vài thốn, linh khí trong không khí hỗn loạn vô cùng, thỉnh thoảng lại có người trúng chiêu, miệng phun máu tươi lão đảo vài bước, có người bị đánh lén, có người phản đánh lén, trận chiến nóng bỏng vô cùng. Điều làm cho đường phong phiền muộn không phải là đội ngũ của hai thế lực đỉnh cấp, mà là bọn họ lại xuất hiện tại đây, rõ ràng là nhìn chầm chầm vào bảo tàng của râu cá trê mà đến, nếu không sẽ không có khả năng trùng hợp như vậy, đây đều là bảo bối của thiếu gia. Sao có thể cho phép các ngươi nhúng chàm? Tuy trong nội tâm đường phong tức giận bất bình, nhưng cũng chỉ có thể lặng lặng theo dõi kỳ biến, hiện giờ mà liều chết xông vào, tuyệt đối là tự tìm cái chết, cẩn thận cuối thấp người, một bên nhìn hai thế lực đỉnh cấp sống mái với nhau, một bên trong lòng nguyền rủa bọn chúng tốt nhất là nên lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận, ngược lại hiện giờ đường phong muốn đem râu cá trê ra, bảo hắn mang chính mình vào bên trong mê tung chi lâm, nhưng suy nghĩ này lại không thực tế, một khi Sơn Hà Đồ xuất hiện, bản thân mình khi đó sẽ là bia ngâm sống, không đợi đến lúc xông vào đã bị đám người kia đánh chí tử, khó làm, không có râu cá trê chỉ dẫn, đường phong không biết nên làm thế nào để tiến vào mê tung chi lâm, càng không biết bảo bối của hắn được giấu ở nơi nào, tuy linh giai cao thủ cường đại, nhưng nếu hỗn chiến trong phạm vi lớn như vậy, luôn có tổn thương. Đường Phong đoán bọn chúng khai chiến khoảng nửa canh giờ, trên mặt đất đã có ba bốn cổ thi thể, những người còn lại cũng có không ít người bị thương không nhẹ. Lý Thiên Cừu cùng tên linh giai trung phẩm của Thiên Thánh Cung đang đơn đã độc đấu, song phương xem ra thù oán hai bên chất chứa đã lâu, ra tay không chút lưu tình, nhưng thực lực hai bên không hơn kém nhau bao nhiêu, cho nên không ai làm gì được ai, làm cho đường phong ngoài ý muốn chính là tên linh giai trung phẩm của Thiên Thánh Cung lại là nữ tử ăn mặc một thân quần áo màu vàng nhạt, thân hình linh động, thần sắc lạnh như băng, ngực lớn vô cùng, lúc này đang nhấp nhô lên xuống, đàn hồi mười phần. Lão thất phu như Lý Thiên Cừu không để ý chút nào, chỉ là mưu tính tìm cách hạ độc thủ, song phương lại mạnh mẽ đối bính một trưởng, trưởng lực cường đại làm ảnh hương một phạm vi lớn, mắt thường có thể nhìn thấy rung động đang khuếch tán ra bốn phía. Lý Thiên Cừu và nữ tử mặc quần áo màu vàng nhạt kia từ bay ngược về trong không trung vài chục trượng mới có thể đứng vững thân hình liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ khinh thường và xem thường, xinh đẹp. trong nội tâm Đường Phong nhịn không được nói thầm một tiếng, tuy Lý Thiên Cừu và Nữ Tử Áo vàng đều không xuất toàn lực, vẫn còn trong giai đoạn thăm dò lẫn nhau, nhưng nếu cứ đánh tiếp như vậy, cũng có lúc đánh đến động chân hỏa, đến khi đó, tràng diện không cách nào thu thập được, tuyệt đối sẽ rơi vào tình trạng ngươi sống ta chết. dừng tay. thời điểm Đường Phong đang cầu nguyện cho bọn chúng tiếp tục đánh nhau, Lý Thiên Cừu lại giơ tay lên điều này vượt qua dự kiến của đường phong, nhàn nhạt quát lên một tiếng, nữ tử áo vàng cũng cực kỳ phối hợp giơ một tay lên, hai đại linh giai trung phẩm hạ mệnh lệnh, những tên linh giai của thiên thánh cung và huyết vụ thành đang dây dưa với nhau cũng thoát ra khỏi đối thủ của mình, tụ tập đến sau lưng lý thiên cừu và nữ tử áo vàng kia. Trên mặt đất có dấu vết của đại chiến, còn lại chỉ là mấy thi thể, tràn diện cuộc chiến vốn nóng bỏng, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn đã ổn định trở lại, một màn này làm cho đường phong ẩn nấp ở một nơi xa trận mắt há hốc mồm, chương 857, hung đại vô não. Tiếp tục đánh đi, không phải hai thế lực đỉnh cấp đều là thủy hỏa bất dung sao? Sao lại như thế? Lúc này đường phong có cảm giác không quá tốt, Lý Thiên Cừu, ngươi là âm hồn bất tán, nữ tử mặc áo vàng mở miệng nói trước, ngữ khí lạnh như băng giống một tòa tuyết sơn cả ngàn năm không tan, Lý Thiên Cừu cười ha hả một tiếng, tô cô nương nghiêm trọng rồi, Đào Nguyên không phải của Thiên Thánh cung, ngươi tới được thì tại sao lão phu không thể tới? Cho tới lúc này, Đường Phong mới nhìn rõ khuôn mặt nữ tử áo vàng, nữ nhân này hắn cũng biết, trước đây khi đánh chết mấy tên đệ tử Thiên Thánh cung từ trong trí nhớ của chúng, nhìn thấy thân ảnh của nàng, Tô Luyến Thủy hộ pháp nhỏ tuổi nhất Thiên Thánh cung. Tuy nói tuổi còn nhỏ, nhưng đến lúc này cũng đã 30, nhưng nhìn bề ngoài rất thanh tú động lòng người, giống như mới 16. Nàng từ nhỏ đến lớn đều sống trong Thiên Thánh cung, dùng bí pháp bồi dưỡng cao thủ cho nên mới ở tuổi này tu luyện đến linh giai trung phẩm. Nghe Lý Thiên Cừu nói, Tô Luyến Thủy hỏi: "Đào Nguyên sao lại không phải của Thiên Thánh cung?" Mấy năm trước cái linh mạch chi địa này đã bị Thiên Thánh cung ta chiếm lĩnh, mà người huyết vụ thành các ngươi tới đây làm gì?" Lý Thiên Cừu vui vẻ không giảm, người sáng mắt không nói tiếng lóng, "Cô cô nương tới nơi này làm gì thì lão phu cũng làm cái đó." sắc mặt tô luyến thủy khẽ biến hừ nhẹ một tiếng nói, xem ra người mà huyết vụ thành các ngươi cài vào thiên thánh cung chúng ta, có thân phận không thấp, lúc trở về phải cẩn thận tra xét một phen, như nếu như đối phương không có nội gian thông báo, chắc chắn kế hoạch lần này không bị tiết lộ, cũng vậy, vẻ ngoài lý thiên cười cười như không cười trả lời một câu, cổ bảo ngàn năm trước này thiên thánh cung ta nhất định phải có, nếu huyết vụ thành các ngươi dám ngấp nghé, không chết không thôi. Tô luyến thủy quát một tiếng, đệ tử thiên thánh cung ở phía sau nàng lập tức dương cung bạc kiếm mắt thấy lại có dấu hiệu muốn đấu vỡ đường phong nheo mắt lại hắn hận sao hai phe lại không đấu đến ngươi sống ta chết để hắn làm ngư ông đắc lợi ha ha tô cô nương rất ngay thẳng a à. lý thiên cừu không chút hoang mang thiên thánh cung và huyết vụ thành tranh đấu mấy trăm năm cho nên không vội trong nhất thời tô cô nương có thể nghe lão phu nói vài câu hay không chuyện đã nói rồi có rắm thì phóng Tô Luyến Thủy không cho đối phương chút tình cảm nào, làm càng, một đệ tử sau lưng Lý Thiên Cừu phẫn nộ quát một tiếng, lui ra, bộ dáng Lý Thiên Cừu lúc này cũng không tức giận vì chuyện Tô Luyến Thủy ăn nói lỗ mãn, bày ra tư thái rộng lượng, chậm rãi mở miệng nói, nghe đồn ngàn năm trước có một cao nhân tên Tư Đồ, lưu lại bảo bối ở nơi này, những bảo bối này được lưu lại trong mê tung chi lâm, từ ngàn năm nay, ba đại tông môn đào nguyên dùng tất cả biện pháp nhưng không cách nào phát giải bí mật trong khu rừng này thiên thánh cung các ngươi sau khi chiếm lĩnh đào nguyên từ trong miệng của những môn nhân bị bắt được biết tin tức này cho nên mới chạy đến nơi này một phen lão phu nói không sai chứ luyến thủy chỉ hừ một tiếng dù không trả lời nhưng cũng có nghĩa là thừa nhận lời của lý thiên cừu là sự thật tuy đây chỉ là lời đồn có từ ngàn năm trước rốt cuộc trong mê tung chi lâm có bảo bối hay không thì không ai biết được nhưng không có lửa thì làm sao có khói theo nhận định của lão phu trong khu rừng này tám phần là có bảo bối cổ bảo ngàn năm dù là người thiên thánh cung hay huyết vụ thành nhất định phải có cổ bảo ngàn năm cũng chỉ có người thiên thánh cung mới có được người huyết vụ thành các ngươi đừng si tâm vọng tưởng dù tô luyến thủy xinh đẹp nhưng tính tình cũng không phải rất tốt tô cô nương nếu ngươi thật sự muốn khai chiến lão phu sẽ phụng bồi tới cùng sắc mặt lý thiên cừu nghiêm túc nói những người ở đây hiện giờ đều là đệ tử tinh anh trong thế lực của ngươi và ta nhân số không chênh lệch nhiều thực lực tương đương, nếu thật sự đánh, hậu quả khi đó thì không cần ta nói tô cô nương cũng hiểu, lông mày tô luyến thủy nhíu chặt. Đúng như lời Lý Thiên Cừu nói, hiện tại nhân số của hai bên đều không chênh lệch nhau lắm, nếu thật sự đánh nhau, chỉ sợ kết quả là lưỡng bại câu thương, không còn bao nhiêu người sống sót, đến lúc đó dù là ta hay là ngươi, cũng không cách nào đi vào trong rừng tìm kiếm bảo bối, Lý Thiên Cừu nhìn mặt nói chuyện, tiếp tục thêm mắm thêm muối không bằng ta và ngươi hai bên tại thời giảng hòa, chia nhau vào rừng tìm kiếm, thế nào? Dù sao diện tích mê tung chi lâm này rất rộng lớn, bốn phương tám hướng có vô số đường đi, ta và ngươi lựa chọn một lối đi, nếu tìm được bảo bối thì lúc đó tranh đấu cũng không muộn, dựa vào cái gì? Tuy Tô Luyến Thủy không muốn giao chiến với người của huyết vụ thành, nhưng cũng không thể nào để cho bọn chúng về dàng chút nào. Bí mật mê tung chi lâm, là người thiên thánh cung ta biết trước, hiện tại ngươi dựa vào cái gì mà đòi hợp tác, cô cô nương, đừng quan tâm đến việc được mất nho nhỏ trước mắt, trong rừng có rất nhiều bảo bối đang đợi ta và ngươi lấy, thế nào, nếu tin tức này là do người thiên thánh cung biết trước nhất, lão phu sẽ cho ngươi dẫn người đi vào trong đó nửa canh giờ, sau nửa canh giờ, lão phu sẽ chọn một lối khác tiến vào. Đến lúc đó, phải xem thủ đoạn của mọi người, ai phát hiện bảo bối trong rừng trước tiên, tô luyến thủy cao mày, tuy trong lòng có chút không vui, nhưng đối phương đã nhượng bộ, mình cũng không muốn đấu võ, cũng chỉ có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, nhưng điều kiện này phải bàn lại mới được, hai canh giờ, ta muốn hai canh giờ, trong lời nói của Tô Luyến Thủy mang theo hương vị sư tử ngoạn, Lý Thiên cười cười khổ một tiếng, Tô Cô Nương sao không nói bảo lão phu dẫn người rời khỏi đây luôn đi cho khỏe, cho đám người các ngươi hai canh giờ, trong rừng này sẽ còn bảo bối sao. Một canh giờ, nhiều lắm là một canh giờ, nếu tô cô nương vẫn không hài lòng, lão phu cũng bất lực, đánh phải quyết tử chiến với tô cô nương vậy. Tô luyến thủy thấy đối phương ngôn từ khẩn thiết, biết rõ đây đã là điểm mấu chốt của Lý Thiên Cừu, dây dưa tiếp cũng không được gì, lập tức gật đầu nói, tốt, một canh giờ đến giờ thìn, hai thế lực lớn lúc nãy còn đánh nhau khí thế ngập trời, bây giờ lại bất tay giảng hòa, còn bàn điều kiện, làm cho trong lòng đường phong đang âm thầm hỏi thăm 18 đời tổ tông của đám người kia, chương 858 hoa hải xà trận. Thỏa thuận xong, Tô Luyến Thủy liền dẫn đội ngũ thiên thánh cung, đi vào một lối đi gần đó, không chỉ như thế, nàng còn lưu lại hai tên đệ tử canh giữ lối đi, xem ra muốn giám sát động tĩnh của đám người Lý Thiên Cừu. Khuyết vụ thành lúc này rất an ổn, lặng lặng nhìn đám người Tô Luyến Thủy đi vào bên trong thông đạo, Lý Thiên Cừu chắp tay sau lưng đứng nguyên tại chỗ, nhắm mắt tập trung suy nghĩ, nữ nhân đáng thương, chỉ số thông minh quá thấp quả nhiên là hung đại vô não, ngực to không có đầu óc, ngạn ngữ nói không sai. Đường phong trốn ở phía xa khẽ thở dài một cái, tô luyến thủy tuyệt đối là bị lão hồ ly Lý Thiên Cừu lừa gạt, tuy đường phong không biết kế tiếp Lý Thiên Cừu sẽ có thủ đoạn gì, nhưng lấy tâm cơ của người này, sẽ an ổn ở chỗ này chờ một canh giờ sao? Nếu cho người thiên thánh cung một canh giờ, bảo bối trong rừng sẽ có phẫn của huyết vụ thành sao, thời gian chậm rãi trôi qua, tuy trong nội tâm đường phong lo lắng, nhưng hắn lại không ra mặt, chỉ có thể chờ đợi động tác của Lý Thiên Cừu, hắn tin tưởng lão hồ ly này sẽ không an ổn, nửa nén hương qua đi, một nén hương qua đi, không đến nửa giờ nữa là đến giờ thìn, đột nhiên vẻ bình tĩnh trên mặt biến mất, chờ đợi thời gian dài như thế, hai đệ tử canh giữ lối đi của thiên thánh cung không dám thư giãn, dù sao thấy đội ngũ huyết vụ thành rất an tĩnh, hơn nữa khoảng cách những người này cách xa đến trăm trượng, xem như khoảng cách an toàn đột nhiên một bóng người xuất hiện sau lưng hai tên đệ tử thiên thánh cung bóng người này xuất hiện quỷ dị vô cùng trước đó không có chút dấu hiệu nào lúc xuất hiện một thanh dao găm không một tiếng động đâm về phía một người trước mặt thực lực hai đệ tử này của thiên thánh cung không tệ phát giác có người đánh lén lập tức vận chuyển hộ thân cương khí tuy động tác của người đánh lén có chút trì trệ dao găm vẫn đâm vào lưng của hắn bắn ra một đạo máu tươi tuy tạm thời không nguy hiểm đến tánh mạng nhưng chỗ vết thương đã chết lặng, rất rõ ràng là đã trúng kịch độc. Một người khác không chút do dự, thân hình lóe lên, đang muốn phóng vào trong thông đạo mật báo cho bọn người tô luyến thủy, lưu lại cho lão phu. Người này vừa mới quay người, liền kinh hải phát hiện, trong suy nghĩ của hắn Lý Thiên Cừu đang đứng ở cách hắn cả trăm trượng, vậy mà đã chạy đến trước mặt ngăn cản đường của hắn. Trên lệch giữa linh giai hạ phẩm cùng linh giai trung phẩm là cực lớn, thời điểm bàn tay Lý Thiên Cừu chụp tới, tên đệ tử Thiên Thánh cung tự biết mạng của mình xong rồi, bộc phát ra cương khí toàn thân, cố gắng dùng cương khí chấn động mãnh liệt để truyền đạt tin tức, nhưng cương khí vừa ngưng tụ, một quyền của Lý Thiên Cừu đã đánh vào đan điền của hắn. Đan điền vỡ vụn, người này chậm rãi quỳ xuống, trong mắt tràn đầy oán hận, há hốc mồm, nhưng không nói nên lời, Lý Thiên Cừu một kích đắc thủ, lập tức quay người sang chỗ khác giết chết tên bị trúng độc, thủ đoạn lưu loát dứt khoát, trước sau chỉ trong một tức thời gian đường phong ở phía xa đều đem tất cả thu vào trong mắt xấu hổ vô cùng đột nhiên bóng người kia xuất hiện ngay cả bóng dáng của người đánh lén còn không thấy rõ chắc hẳn là tu luyện công pháp đặc thù tinh thông ám sát loại người này sức chiến đấu chính diện không cao nhưng một khi bị hắn đánh lén chỉ sợ không cách nào xoay người được vừa rồi người này đã ẩn nút sẵn không tham dự vào tràng hỗn chiến vừa rồi lý thiên cừu đưa ra nhượng bộ là một canh giờ ác chủ bài chính là hắn có thể nói tất cả cử động của tô luyến thủy đều nằm trong dự liệu của lý thiên cường lưu lại hai người trông coi nhìn có vẻ như biết tiếng lui nhưng những tùy tùng này ở trước mặt một người tinh thông ám sát đây chính là một sơ hở không cách nào bù đắp tranh đấu nhiều năm giữa thiên thánh cung và huyết vụ thành nếu tô luyến thủy biết có người ẩn núp thân hình là một người tinh thông ám sát chắc chắn sẽ có phòng bị cách giải thích duy nhất chính là người huyết vụ thành đã che giấu tin tức này rất sâu hoặc là giống như bây giờ mỗi lần ra tay đều giết người diệt khẩu, làm cho Thiên Thánh Cung vẫn không thể nào biết người này tồn tại. Mặc kệ chuyện này thế nào, Lý Thiên Cừu xuất lĩnh mọi người của huyết vụ thành, xem như đã nắm giữ quyền chủ động. Sau khi đánh chết hai người này, Lý Thiên Cừu vung tay lên, những tên cao thủ của huyết vụ thành nghe lệnh của Lý Thiên Cừu, ngay ngắm rảo bước tiến lên lối vào của Thiên Thánh Cung đã đi vào trước đây, quả nhiên là lão Hồ Ly. Là một con cái già. Vừa rồi vào thời điểm hai linh giai trung phẩm nói điều kiện, lý thiên cừu biểu hiện như không muốn bảo hắn nhượng bộ một canh giờ giống như cắt thịt của hắn nhưng hiện tại tất cả đều là âm mưu của lão già này súng bắn chim đầu đàn để cho người thiên thánh cung tiến vào thông đạo trước tiên bất luận bên trong có nguy hiểm gì đều là người của thiên thánh cung gánh chịu lý thiên cừu hắn ở sau lưng dẫn đội tiến lên sẽ an toàn hơn rất nhiều đây lại là thời điểm đánh lén không che vào đâu được nếu có thể làm cho người thiên thánh cung tổn thất thảm trọng đến lúc đó bảo bối trong rừng không phải tất cả đều là của huyết vụ thành hay sao? Một mũi tên trúng hai con nhạn, đây là mưu kế tương đối tốt. Cái gì tách ra tiến vào thông đạo, chia nhau tìm kiếm bảo bối, tất cả đều là chó má. Tất cả những lời trong miệng của lão gia hỏa lý thiên cừu này, căn bản là không thể tin tưởng, đáng thương cho tô luyến thủy hung đại vô não, ngu ngốc đi trước mở đường cho người ta, vẫn chưa biết địch nhân đang định cho một đao. Đợi đến khi đám người huyết vụ thành đều đã đi vào, vỗ vỗ trao bụi trên người, đi tới lối vào của thông đạo hai nhóm người vừa đi vào. Trên mặt đất có hai cổ thi thể, đường phong không chê, trực tiếp ném vào trong mị ảnh không gian, lập tức liền cất bước tiến vào trong thông đạo. Vừa mới đi vào thông đạo đường phong đã có cảm giác hoàn cảnh chung quanh đã biến hóa rất nhỏ, tuy hai bên chung quanh vẫn là rừng đào, nhưng nếu cẩn thận quan sát, luôn có một chút cảm giác không đúng, cảm giác này rất không rõ ràng, dù biết trong mê tung chi lâm này có cổ quái. Đường Phong cũng không biết nguy hiểm đến từ đâu, sớm biết như vậy liền cẩn thận hỏi thăm râu cá trê một chút. Đường Phong vốn không nghĩ tới sẽ gặp phải người của hai thế lực đỉnh cấp ở đây, hơn nữa bọn chúng còn đang nhìn chằm chằm vào bảo bối của mình, hiện tại không thể đem Sơn Hà Đồ lấy ra, chỉ có thể đi một bước tính một bước, đến khi thật sự không được, lấy Sơn Hà Đồ ra bảo râu cá trê mang mình đi lấy bảo bối. Phiến rừng rậm mê tung chi lâm này không biết đã tồn tại bao lâu rồi, trên mặt đất phủ lên một tầng hoa đào rất dày một cước dẫm lên rất mềm mềm giống như đang đi trong một biển hoa rất xa hoa đã có hai nhóm người ngựa ở phía trước mở đường tuy đường phong đoán sẽ không gặp nhiều nguy hiểm nhưng chưa từng buông lỏng cánh giác từ bên ngoài nhìn thì thấy mê tung chi lâm không lớn bao nhiêu nhưng khi đi vào thì mới phát hiện mình nhỏ bé biết bao nhiêu trong thông đạo công công nhìn không thấy điểm cuối những cây đào chung quanh cao lớn không tưởng tượng nổi che khuất cả bầu trời đi tới đột nhiên đường phong phát hiện bắp chân tê rần, cúi đầu nhìn xuống, hắn giật mình. Trên bắp chân và bụng của mình, chẳng biết từ lúc nào có một rắn nhỏ màu hồng phấn, con rắn này giống như mì sợi, dài khoảng chiếc đũa, màu sắc cổ quái, răng nanh của nó đã cắn lên đùi mình. Không chỉ như thế, trên giày của mình, đang có những con rắn nhỏ đang bò lên người mình, sau một khắc, mặt đất dày đặc hoa đào chuyển động, âm thanh sàn sạc từ dưới đất truyền ra, sắc mặt đường phong khẽ biến, mạnh mẽ nhảy lên, độc ảnh kiếm chém ra, một đạo kiếm quan chém về phía trước, một mảng hoa đào màu hồng phấn bay lên không trung, vô số con rắn nhỏ bị chém thành nhiều đoạn. Đường phong tự giết ra một con đường rồi tiến lên, cũng không biết đã giết bao nhiêu, chỉ biết ở khắp nơi dưới những cánh hoa, tất cả đều có những con rắn nhỏ màu hồng phấn này, cho nên không có chỗ đặt chân, không chỉ như thế, những cây đào chung quanh, giống như mưa trút nước trút xuống vô số con rắn nhỏ, nơi này tuyệt đối là một xà quật nếu không trong một địa phương không thể có nhiều rắn như vậy phía trước có một bóng người bổ nhào xuống mặt đất sắc mặt đường phong ngưng trọng cẩn thận nhìn qua thấy một gã đệ tử huyết vụ thành thân mặt một bộ hắc bào ngửa mặt nằm trên mặt đất trên người bao trùm một tầng hồng phấn phía trên tầng hồng phấn kia đang nhúc nhích chính là những con rắn nhỏ mà đường phong giết chết tràn diện lúc này đáng sợ đến cực điểm giống như nghe được động tĩnh mà đường phong làm ra nãy giờ người này vươn tay run rẩy lên hữu khí vô lực hô một tiếng cứu mạng, đường phong quản hắn sao? Người này vương bàn tay sưng tấy của mình lên, từ trên đó có vô số độc tố màu xanh lá rơi xuống, rất rõ ràng là kịch độc, trừ phi có thuốc giải độc tuyệt hảo, nếu không không thể cứu mạng của hắn. Linh giai cao thủ cũng không thể ngăn cản độc tố của những con rắn nhỏ màu hồng phấn này, điều này đã có thể thấy những con rắn này rất lợi hại. Nếu không phải mình bắt độc bất xâm, chỉ sợ hiện tại muốn cất bước cũng rất gian nan, một khi lâm vào tình cảnh bị xà bao quanh, tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Cho tới giờ phút này, đường phong mới biết vì sao mà đào nguyên môn vẫn không có biện pháp lấy được bảo bối của râu cá trê. Vừa mới tiến vào thông đạo không xa đã gặp phải nguy hiểm như vậy, đằng sau khẳng định còn gặp nhiều nguy cơ hơn nữa. Lướt qua người này, thân ở giữa không trung, đường phong phóng ra một chui phi đao, đánh trúng ngực người này, nhanh chóng giải thoát cho hắn, miễn cho hắn trước khi chết mà còn gặp phải thống khổ và thống khổ do vạn xà quấn quanh phạm vi biển rắn bao trùm là 200 trượng, phải rẽ ngoặt vài lần, đường phong mới thoát khỏi những con rắn nhỏ này, xốc ống quần lên xem xét, nhìn vào vị trí bị con rắn nhỏ vừa rồi cắn đang sưng đổ, ngay cả thể chất của mình mà cũng không thể kháng cự lại độc tố của con rắn nhỏ, những người khác thì không cần phải nói. Huyết vụ thành và thiên thánh cung chỉ tổn thất một người liền vượt qua biển rắn, nguyên nhân là do thực lực cường đại, không tiếp tục đi tới, đường phong khoanh chân ngồi xuống vận công đem chất độc trên đùi bức ra lúc này mới đứng dậy đi về phía trước người của hai thể lực đỉnh cấp đi trước mở đường cho nên không có khả năng đi nhanh về phía trước đường phong cũng không lo lắng bọn chúng chiếm được tiên cơ huống chi lý thiên cừu và thiên thánh cung cũng không phải người tốt một khi phát hiện bảo bối chỉ sợ hai thế lực này sẽ khai chiến lần này đường phong rất cảnh giác vừa rồi sơ ý bị rắn cắn một cái có trời mới biết phía dưới biển hoa này còn che giấu cái gì nữa hay không đã đi được thời gian một nén hương, thấy không có gì dị thường, ngược lại chung quanh có không ít dấu vết chiến đấu, xem ra dọc đường nhất định có cơ quan và bẫy rập, chỉ có điều bị hai nhóm người đi phía trước phá vỡ, đường phong mừng rỡ nhàn nhã, tiếp tục tiến lên, ông ông, vừa mới đi qua lối rẽ, một hồi âm thanh dị thường truyền vào tai của đường phong, đưa mắt nhìn về phía trước, đường phong há hốc mồm, phía trước là một tràng cảnh giống như khói đen, bao trùm cả cái lối đi, khói đen này cũng không phải là khói đen, mà là do vô số độc phong màu đen tạo thành phóng nhãn nhìn quanh rậm rạp chằng chịt vô biên vô hạn trước mặt là một thông đạo dài chừng trăm trượng nhưng lúc này đã bị những hắc phong màu đen này chiếm lĩnh hoàn toàn không còn chút không gian trống nào đưa mắt nhìn qua con đường phía trước giống như một đám mây đen số lượng của chúng bao nhiêu xem ra ít ít cũng phải mấy ngàn vạn những cây đào lớn chung quanh đang mang trên mình vô số tổ ong bất quá có không ít tổ ong bị đánh nát hẳn là thủ bút của hai nhóm người đi phía trước trên mặt đất phía trước có vô số thi thể hắc phong bao trùm trên biển cánh hoa đào nhìn quỷ dị vô cùng xem ra những con hắc phong này không phải là thứ dễ trêu chọc trên mặt đất có hai cổ thi thể đang nằm là minh chứng tốt nhất mê tung chi lầm là một nơi nguy hiểm dù là linh giai cao thủ cũng không cách nào chống đỡ được đường phong cũng không ngây thơ đến mức nghĩ rằng một thiên giai trung phẩm như hắn có thể thông qua thông đạo an toàn nhưng chỉ có con đường trước mặt đường phong đành phải kiên trì tiếp tục tiến về phía trước hắc phong phô thiên cái địa hình như vẫn còn cuồng bạo nếu lúc này đi trêu chọc không thể nghi ngờ là nguy hiểm nhất nhưng đường phong không có lựa chọn khác nếu bị chỗ này trì hoãn quá lâu vậy thì bảo bối phía trước sẽ không có phần của hắn chậm rãi di động bộ pháp thời điểm đường phong đến gần hắc phong ở khoảng cách nhất định sinh ra một tia khí tức hấp dẫn lực chú ý của chúng một tiếng trích vang lên những con hắc phong kia lao về phía đường phong tốc độ cực nhanh chỉ trong nháy mắt chúng đã vọt tới trước mặt đường phong, thân ảnh đường phong lui về phía sau mười trượng, trước tiên vận hộ thân cương khí, hấp dẫn chưa tới một phần vạn những con hắc phong này, hắn muốn làm những con vật nhỏ này hồ đồ, chương 859, hắc phong chi sào. Không dám vận dụng đại sát chiêu, nếu không đám người phía trước sẽ phát hiện ra hành tung của mình, trong thời gian cực nhanh chém ra một đạo kiếm vũ, hắc phong lập tức bị tiêu diệt. Nhưng hơn phân nửa hắc phong còn lại đều đâm vào trên người đường phong. Sau một khắc, đường phong kinh hải phát hiện, hộ thân cương khí của mình thiếu chút nữa bị sụp đổ, vội vàng chém ra một đạo kiếm vũ, sau đó cấp tốc lui về phía sau, hắc phong đuổi theo không bỏ, đường phong vừa lui vừa giết, tốn nhiên sức lực, lúc hộ thân cương khí bị sụp đổ, cũng là lúc đường phong giết sạch những con hắc phong trước mặt, mồ hôi lạnh trên đầu ứa ra, cuối cùng đường phong cũng minh bạch vì sao linh giai cao thủ cũng phải tán thân nơi đây. Công kích của những con hắc phong này rất quỷ dị, chúng hấp thu cương khí của mình. Đem cây kim của chúng đâm vào người mình, hấp thu cương khí không nhiều lắm, nhưng nếu số lượng của chúng đạt tới trình độ nhất định, khi đó tuyệt đối không thể kinh thường, nằm trên mặt đất là hai cao thủ, chỉ sợ là do không xem xét kỹ, hộ thân cương khí bị phá, sau đó bị vô số hắc phong đâm chết. Nhìn những con hắc phong phô thiên cái địa phía trước, một khi hộ thân cương khí bị phá, kết cục là gì không nghĩ cũng biết, có chút khó làm. Hai nhóm người huyết vụ thành và thiên thánh cung đang ở phía trước, cho nên hiện giờ đường phong không dám sử dụng nhiều cương khí, nếu không bọn họ sẽ phát hiện ra hành tung của mình, nhưng nếu không sử dụng, không có khả năng vượt qua khoảng cách trăm trượng này, có biện pháp nào có thể lén lút vượt qua nơi này hay không? Đường phong cao mày suy tư xem mình có thể làm gì, con ngươi đảo một vòng, đường phong có chủ ý, vung tay lên, đem ba cổ dược thi trong mị ảnh không gian phóng xuất ra, sau đó vỗ vai dược thi có chữ thiên, chỉ vào con đường phía trước nói, đi, dược thi chữ thiên tuân lệnh, người mặc một bộ hắc bào, mặt không biểu tình, hung hãn không sợ chết xông vào đại trận của hắc phong, ông ông, tuy dược thi không có chút khí tức, nhưng hắc phong cũng bị dược thi chữ thiên hấp dẫn, lập tức nhắm vào hắn, vô số hắc phong quay chung quanh dược thi, dùng kim của mình tấn công hắn, dược thi chữ thiên không hề hấn gì, giống như đi dạo trong hoa viên của mình, chậm rãi đi về trước, mỗi một bước, hắc phong quay chung quanh hắn nhiều thêm vài lần không bao lâu, hắc phong bao chung quanh dược thi chữ thiên như một viên cầu. Tuy dược thi chữ thiên sẽ không bị hắc phong đâm chết, nhưng bị bao vây cũng làm hành động của hắn bất tiện, đường phong ra mệnh lệnh, ra lệnh cho dược thi đại phát thần uy, quyền kình hung mảnh bộc phát, vô số hắc phong chết dưới bàn tay của hắn, hắc phong chết thành từng mảng lớn rơi xuống mặt đất, nhưng số lượng không giảm xuống chút nào, ngược lại càng ngày càng nhiều. Dược thi chữ thiên đi tới phía trước không được 20 trượng, lúc này đã không thể tiến lên được nữa. Đường phong cho mày, liếc về phía hai dược thi bên cạnh, ra mệnh lệnh, cùng tiến lên đi. Hai cổ dược thi còn lại nhanh chúng xông lên, ba cổ dược thi cùng mở đường, lúc này mở miễn cưỡng đi lên phía trước, một bên vừa dết vừa đi, hắc phong dọc đường bị hấp dẫn tới, truy đuổi theo sát mông ba cổ dược thi, nhìn qua tràn cảnh trước mặt, đường phong nhịn không được cười ha hả, hai thế lực lớn đều gian nan lắm mới thông qua được thông đạo, nhưng với mình lại dễ như trở bàn tay. Mình có ba tên thủ hạ không sợ chết a, à. đi theo phía sau dược thi 30 trượng, Đường Phong rất an toàn tiến về phía trước, tuy dọc đường còn một chút hắc phong không bị ba cổ dược thi hấp dẫn, nhưng số lượng còn sót lại không tạo thành uy hiếp với hắn. Mất không bao lâu, Đường Phong đã thông qua khoảng cách trăm trượng của thông đạo, đến nơi đây, chung quanh những cây đào đã không còn tổ ông xuất hiện, xem khu vực phòng thủ của Hắc Phong, cũng chỉ trong khoảng cách trăm trượng, ba cổ dược thi hiện tại liều sống liều chết đi về phía trước cả ba tên biến thành ba quả bóng màu đen bốn phía còn có vô số hắc phong nóng lòng muốn thử nhìn rất thèm thuồng tuy bọn dược thi đang ra sức đánh chết nhưng khi đánh chết một đám sẽ có một đám hắc phong mới có thể bổ sung đường phong bổ nhào cả người xuống biển hoa dưới đất đem thân thể vùi xuống biển hoa dày đặc sau một khắc đường phong ra mệnh lệnh ba bộ dược thi cũng bắt chước làm theo nhào vào trong biển hoa lăn qua lăn lại mấy lần đem hắc phong trên người rơi ra bỗng nhiên mất đi bóng dáng dược thi Mấy ngàn vạn con hắc phong bay qua bay lại trên không trung, qua một thời gian thật lâu mới quay trở lại tổ ong, đợi thêm một lát, xác định đã an toàn, đường phong từ trong biển hoa bò lên, đi đến nơi ba cổ dược thi ẩn thân, ra lệnh cho chúng đứng lên, đưa mắt nhìn lại, đường phong chật lưỡi không thôi, vô cùng thê thảm. Tuy dược thi đã chết từ sớm, nhưng vừa rồi bị hắc phong ngược đãi, trên người đều bị bao phủ bởi một tầng bích lục, nếu đổi lại là người sống, sớm đã chết không biết bao nhiêu lần rồi, đem dược thi thu vào trong mị ảnh không gian, tiếp tục đi tới, trâu cá trê cũng đủ độc ác, đem địa phương mình che giấu bảo vật lưu lại nhiều nguy hiểm như vậy, một cái là hoa hải xà trận, một cái là hắc phong chi xào, nếu không có đủ thực lực, nhân số không đủ, bằng không không cách nào thông qua, trên thế gian. Chỉ sợ chỉ có huyết vụ thành cùng thiên thánh cung mới có thể cường ngạnh xông tới. Hơn nữa, đây chưa phải là toàn bộ nguy hiểm. Trong thông đạo nguy cơ tứ phía, địa phương cất dấu bảo bối chỉ sợ càng nguy hiểm hơn qua khỏi hắc phong chi sào cuối cùng cũng an toàn dọc đường có không ít dấu vết cơ quan bảy rập bị phá hủy nhưng không thể tạo thành thương vong cho người của hai thế lực cùng lắm cũng chỉ tạo dành chút phiền toái nhỏ cho chúng mà thôi đi về phía trước khoảng nửa canh giờ đột nhiên đường phong nghe được âm thanh đánh nhau từ phía trước truyền tới có dấu vết của cương khí bộc phát đánh nhau sao tinh thần đường phong chấn động Điều mà hắn muốn nhìn thấy nhất chính là người của hai thế lực đánh nhau đến mức người sống ta chết, đi nhanh về phía trước, tìm một nơi ẩn nấp khí tức, vượt qua ngã rẽ, bước chân Đường Phong ngừng lại. Hắn phát hiện khoảng 10 trượng phía trước, người huyết vụ thành lén lút trốn ở đó, nhìn không rời mắt về phía trước, mỗi người ẩn nấp cực kỳ hoàn mỹ, không hề có khí tức truyền ra, không có đánh à. Đường Phong có chút thất vọng, người huyết vụ thành đã ở chỗ này vậy chỉ còn có người của thiên thánh cung mới gây ra động tỉnh cừa rồi, không biết có chuyện gì, đưa mắt nhìn lên, tráng đường phong nhíu lại, phía trước chính là một lối ra, chương 860, công kích đến từ lòng đất. Mà cách lối ra một khoảng không xa, người thiên thánh cung đang cùng một đầu linh thú hung thần ác sát đánh nhau, đầu linh thú này không lớn, bộ dáng như hổ như báo, thân hình cường tráng, tốc độ cực nhanh, dù hơn 20 đệ tử thiên thánh cung vây quanh, có chút khó đối phó cô luyến thủy đứng ở một bên nhìn chằm chằm vào đầu linh thú hung mảnh này nàng cũng không tiến lên hỗ trợ xem bộ dáng là đứng lượt trận hoặc bảo tồn thực lực ứng phó phiền toái kế tiếp dùng thực lực đệ tử thiên thánh cung linh thú phổ thông không có khả năng đánh tới bây giờ nhưng đầu linh thú này lại đem đệ tử thiên thánh cung quấy đến mức luống cuốn tay chân tốc độ quá nhanh nhanh đến mức không ai nhìn thấy dấu vết nó di động mỗi một lần nó xuất hiện và biến mất tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt diện tích lối đi trong thông đạo không lớn, hơn 20 linh giai chen chút một chỗ, có chút chật chội, mỗi một kích của con linh thú này có uy năng lớn lao, mỗi một trảo của nó dễ dàng bài trừ hộ thân cương khí của đệ tử thiên thánh cung, nếu không phải đám người kia hợp tác ăn ý, chỉ sợ đã xuất hiện thương vong, linh thú thất giai đỉnh phong. Đường phong sớm đã luyện ra nhãn lực, liếc nhìn một cái đã nhìn ra chi tiết của nó. Thất giai đỉnh phong, tương đương với linh giai hạ phẩm đỉnh phong, chỉ kém một bước là đạt tới bát giai tương đương với linh giai trung phẩm có sức mạnh như vậy cũng là đương nhiên nhưng linh thú dù sao cũng là linh thú tuy đơn thể thực lực của nó mạnh hơn đệ tử thiên thánh cung nhưng mảnh hổ nang địch quần hồ thiên thánh cung muốn bắt nó chỉ là vấn đề thời gian đúng như đường phong dự liệu quần đấu không đến nửa nén hương một đệ tử thiên thánh cung nắm lấy cơ hội một đao chém vào trên người con linh thú này sau đó là một tiếng trống đầy phẫn nộ vang lên đầu linh thú thất giai đỉnh phong này cuối cùng cũng bị thương, những đệ tử thiên thánh cung còn lại tận dụng thời cơ, nhau nhau đánh ra sát chiêu của mình, muốn giết chết đầu linh thú này, động thủ, cùng lúc đó, Lý Thiên Cừu ẩn núp ở cách đó không xa cũng ra mệnh lệnh. Hiện giờ thông đạo này cũng được đã thông, bên trong có khả năng có cổ bảo từ ngàn năm trước, hiện tại không động thủ đánh lén sẽ không còn cơ hội, hai ba mươi đạo thân ảnh xuất hiện, Lý Thiên Cừu nhanh nhất thân hình lóe lên liền vọt tới trước mặt đệ tử thiên thánh cung, mắt tô luyến thủy ngưng trọng, phẫn nộ quát lên, Lý Thiên Cừu, người là lão thất phu, nói không giữ lời, ha ha, tô cô nương, sao lại nói như vậy? Lời nói của người thiên thánh cung các ngươi và huyết vụ thành chúng ta từ trước đến nay đều không đáng tin mà, Lý Thiên Cừu mặt không thay đổi sắc, mạnh mẽ bắn một đạo chỉ phong về phía tô luyến thủy, lúc này đội ngũ huyết vụ thành hơi chiếm ưu thế, Đúng vào lúc đệ tử thiên thánh cung bận rộn xử lý con linh thú cường đại, Lý Thiên Cừu đã cuốn lấy tô luyến thủy, làm như thế sẽ khiến cho thiên thánh cung tổn thất thảm trọng, phát giác mình đang làm công không cho người khác hưởng. Bọn hèn hạ vô sĩ này vẫn luôn đi theo phía sau, khuôn mặt xinh đẹp của tô luyến thủy khó coi đến cực điểm, dưới sự phẫn nộ, xông vào giao chiến với Lý Thiên Cừu. Vốn đệ tử thiên thánh cung muốn hạ sát chiêu giết chết con linh thú kia, nhưng khi nhìn thấy đội ngũ huyết vụ thành đang liều chết xông lê, tất cả đều không mưu mà hợp buông tha cho con linh thú, đem sát chiêu đang chuẩn bị đánh về phía người huyết vụ thành. Điều này thì đã vượt qua dự đoán của đệ tử huyết vụ thành, đành phải chống đỡ trong bối rối, hỗn chiến lại bắt đầu, nhưng lần này đã không còn khả năng hòa hoãn, trong lòng đệ tử thiên thánh cung đầy căm phẫn, tuy lúc dây dưa với linh thú làm bọn họ tiêu hao không ít cương khí, nhưng tiêu hao không nhiều, lúc này liều chết phản kháng, điều này làm cho đệ tử huyết vụ thành không thể tạo ra thương tổn cho bọn họ. Đường Phong chậm rãi di động thân hình về phía trước, đem tất cả động tác của hai nhóm người thu vào trong mắt, thời điểm hơn 10 linh giai chiến đấu, con linh thú tìm được đường sống trong chỗ chết cũng không bỏ đá xuống giếng, trong mắt linh động đảo quanh, di chuyển bộ pháp ý đồ bỏ chạy ra ngoài, nó tu luyện đến nay, cũng đã có linh trí của mình, biết rõ nó ở trước mặt nhiều người như vậy chắc chắn sẽ không có đường sống, hiện tại không đi đợi lát nữa sẽ không còn cơ hội, nhưng mấy lần muốn chạy, nó đều không chạy được lối đi đã bị đám người trước mặt che kín không còn chút khe hở cương khí hung mảnh bạo phát quét trúng làm các gốc đào chung quanh chập chờn không thôi hoa đào màu hồng phấn ào ào rơi xuống đất sân bãi không đủ lại có nhiều linh dai đại chiến phải đánh ra một lối đi con linh thú thất giai đỉnh phong cũng bị buộc di động vào bên trong theo bọn người kia ô ô những người khác không chú ý đến con linh thú này nhưng đường phong lại thấy rõ ràng khi con linh thú này di động vào phía trong đang héo rút đi trong miệng phát ra âm thanh ô ô hoảng sợ, giống như con chó bị người ta đánh tru lên, tràn đầy sợ hãi và kinh hoàng, nó đang sợ cái gì? Đường phong nghi hoặc khó hiểu, nhưng bây giờ không phải là thời điểm chú ý tới nó, nếu đã vào đến tận đây, đường phong muốn biết bảo bối của râu cá trê nằm chỗ nào. Di động thân hình đi vào lối vào, phóng nhãn xem xét chung quanh, đường phong phát hiện ở đây là một thảo nguyên đầy hoa cỏ, diện tích nơi này ước chừng khoảng trăm trượng, cũng được bày biện theo một hình tròn. Chung quanh là nhiều cây đào, xem ra thảo nguyên này chính là vị trí trung tâm của mê tung chi lâm. Đường phong thật sự không nghĩ tới tình huống sẽ phát sinh chuyện này, trong mắt quét qua phương viên trăm trượng, nhưng không phát hiện ra bất kỳ địa phương khả nghi nào. Hơn 10 linh giai này vẫn đang hăng hái chiến đấu, cho nên không ai chú ý đến đường phong, sống chết trước mắt, ai còn dư lực đi chú ý người khác. Ngay cả Lý Thiên Cừu và Tô Luyến Thủy cũng thế, thấy tình hình này, Đường Phong lập tức không do dự, chạy đến lối ra, muốn cẩn thận tìm trong vị trí này một lần. Đường Phong mới di động bộ pháp không qua bao lâu, cả mặt đất đột nhiên nổ vang, giống như sấm rền từ dưới đất xông lên. Phát hiện động tĩnh dị thường mọi người đều đỉnh chỉ động tác, không đợi mọi người kịp phản ứng, cách đó không xa xuất hiện một tiếng quanh nổ mạnh, một cục khói bụi bay lên. Khi khói bụi tan hết, mọi người nhìn thấy trên mặt đất xuất hiện một lỗ thủng khổng lồ. Đầu linh thú kia đâu? Có người nói thầm một câu: chương 861, Ngọc Thủ Kim Long. Đầu linh thú kia cũng bị mọi người bước vào đây, lúc này đang phủ phục phía trên vị trí lỗ hổng, nhưng lúc này, linh thú kia đã không thấy bóng dáng, giống như bốc hơi khỏi nhân gian, chạy rồi sao? Tất cả mọi người đều cho là vậy, nhưng đường phong không cho là vậy. Lúc hắn từ trong lối ra chạy vào, đã không phát hiện dấu vết của linh thú, mà con linh thú lúc trước vẫn phủ phục ở đâu đó, nhưng lúc này lại không thấy thời điểm mọi người nghi hoặc khó hiểu một tiếng quanh thật lớn truyền tới sau đó là một tiếng kêu thảm thiết vang lên tất cả mọi người đều nhìn về phía phát ra âm thanh chỉ liếc một cái tóc gáy mỗi người đều dựng đứng lên trên mặt đất lại xuất hiện một lỗ thủng khổng lồ nhưng lúc này trong lỗ thủng kia xuất hiện một đầu rắn khổng lồ đầu rắn này rộng chừng một gian phòng ốc nhỏ màu sắc như bạch ngọc con mắt tam giác của con rắn làm cho toàn trường sợ hãi miệng rắn đang cắn một đệ tử huyết vụ thành mà người đệ tử huyết vụ thành đang dốc sức liều mạng đang mạnh mẽ công kích đầu rắn nhưng không thể nào làm đầu rắn tổn thương chút nào ngược lại hành động của hắn đã chọc giận con rắn này chỉ thấy con rắn này đang khép miệng lại răng nanh bén nhọn xuyên thủng thân thể đệ tử huyết vụ thành trong nháy mắt sinh cơ của tên đệ tử huyết vụ thành mất hết toàn thân cao thấp đều xuất hiện một màu bích lục quỷ dị sau khi giết chết người này xà miệng mở ra đem cả thân thể người này nuốt xuống không ai nghĩ tới trong một phiến thảo nguyên này vẫn còn ẩn dấu một đầu linh thú hung mảnh thiện ác chung hữu báo thiên đạo hảo luân hồi ngẩng đầu nhìn lên trời xanh có mắt a à. mặt mũi tô luyến thủy tràn đầy mỉa mai khuôn mặt lạnh như băng chế nhạo một tiếng lý thiên cừu hừ lạnh một tiếng chẳng qua tên đệ tử huyết vụ thành này vận khí quá tệ cho nên mới bị giết mà thôi nhưng từ trong lời nói của tô luyến thủy chuyện này giống như báo ứng đã tới chẳng lẽ nữ nhân ngu ngốc này cho rằng con linh thú kia sẽ hạ thủ lưu tình với đệ tử thiên thánh cung sao? Lý Thiên Cừu còn chưa kịp phản bác, trên mặt đất lại quanh một tiếng, một tiếng hét thảm truyền tới, lúc này là một đệ tử thiên thánh cung bị đầu linh thú này cắn, nuốt cả người vào bụng, hai con. Sắc mặt mọi người kịch biến, xem ra đầu rắn này đã ngoài bát dai, xuất hiện một con không sao, nhưng xuất hiện hai con, không có biện pháp đối phó, rầm 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 làm cho mọi người trừng mắt liếu lưỡi, xuất hiện một màn làm cho mọi người run sợ, tiếng nổ mạnh vang lên liên tục, một con lại một con từ trong lòng đất thoát ra, đang phát động công kích với những linh giai cao thủ trên mặt đất, nhưng những người này không ai là kẻ soàn xỉn, hai người vừa bị cắn chết, là do không phòng bị mà thôi, hiện tại có phòng bị, tất cả đều từ trong hiểm địa tránh né công kích của những con rắn này, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, tràn diện lúc này rất yên tĩnh, bàn chân mỗi người như bị rút gân trên mặt đất xuất hiện sáu đầu rắn, nếu tính toán, chẳng phải là sáu bát giai linh thú hay sao, bát giai, chính là linh giai trung phẩm, người hai thế lực lớn hợp lại cùng một chỗ, chỉ sợ cũng cũng không cách nào ngăn cản sáu đầu bát giai linh thú tập kích, một màn làm cho mọi người tuyệt vọng còn ở phía sau, lại một tiếng oanh oanh truyền đến, trên mặt đất lại xuất hiện một lỗ thủng, xuất hiện một đầu toàn thân đen kịch, một con hắc phong hình thể cực lớn, hình dáng con hắc phong này giống hệt những con hắc phong trước đây bọn họ đã gặp, chỉ lớn hơn vô số lần mà thôi. Hắc Phong vừa xuất hiện, liền bay về phía đám người kia, tốc độ nhanh như tia chớp, còn cách nửa đường, từng đạo công kích lóe lên hàng quang từ phần đuôi của nó bắn ra, rậm rạp chằn chịt, phô thiên cái địa. Chiêu thức ấy của Hắc Phong là một chiêu bao trùm toàn phương vị, chẳng những người của hai thế lực đều bị trúng vô số châm, ngay cả sáu đầu rắn cũng bị bao phủ vào trong, đường phong đứng ở một bên cũng không ngoại lệ, mọi người vội vàng thi triển ra sở học bình sinh, toàn lực phòng ngự một hồi âm thanh đinh đinh đang đang giòn tan vang lên vô số phi châm bị ngăn chặn rơi xuống mặt đất nhắc tới cũng kỳ những phi châm này đều cứng rắn nhưng khi rơi xuống mặt đất đều biến thành chất lỏng thấm vào lòng đất coi chừng những phi châm này có hiệu quả phá cương đột nhiên lý thiên cừu hét lớn một tiếng tuy lời này của hắn hô lên nhằm nhắc nhở người của huyết vụ thành nhưng những người khác đều nghe rõ rành mạch suy đoán của lý thiên cừu không phải không có cơ sở Hắn từ tin tức của những con tiểu hắc phong đã gặp lúc trước mà suy luận ra, hơn nữa có 8 phần nắm chắc, lời nói của hắn vẫn chậm một chút, có một số đệ tử huyết vụ thành vì không thể ngăn cản tất cả phi châm bắn về phía mình, bị những phi châm này đâm trực tiếp vào thân thể, cương khí hộ thể hùng hậu của họ giống như để bài trí, không phát huy chút tác dụng nào, nọc độc của hắc phong tuyệt đối là kịch độc, những đệ tử huyết vụ thành này thân thể cứng đờ, lập tức té xuống mặt đất, tuy trong thời gian ngắn không thể chết được, nhưng ở gần hắn là một đầu rắn bạch ngọc đang đi tới, một ngụm nuốt hắn vào bụng, nhìn thấy màn này, lúc này mỗi người cũng không dám thư giãn, không ai nghĩ trung tâm của Mê Tung Chi Lâm lại ẩn chứa hung hiểm lớn như vậy, dưới uy hiếp trí mạng, lúc này tất cả mọi người đều sử dụng sát chiêu mà lúc bình thường không vận dụng, Đường Phong ở bên kia cũng đang run sợ trong lòng, khoảng cách giữa hắn và người của hai thế lực hơi xa, những phi châm của Hắc Phong bay tới hắn thì tốc độ đã giảm nhiều, dù lấy tốc độ sự phản ứng của hắn, cũng phải hao phí một phen công phu rất lớn mới có thể tránh thoát. Cổ bảo ngàn năm trước còn chưa thấy, linh giai cao thủ của hai thế lực đã tổn thất vài người, điều này làm cho sắc mặt Tô Luyến Thủy và Lý Thiên Cừu rất khó xem. Hắc Phong vọt tới trước mặt người huyết vụ thành, tuy thân thể của Hắc Phong hết sức mập mạp, nhưng tốc độ không thể xem thường, lúc ở phía đông một lát, lúc ở phía tây một lát, quấy đến mức người của huyết vụ thành luống cuốn tay chân một hồi thỉnh thoảng lại chuyển động hạ thân một cái vô số mũi phi châm từ hắc phong bắn ra giết đám súc sinh này cho ta lý huyết cừu muốn thổ huyết tô luyến thủy lại chọn lúc này để bỏ đá xuống giếng với họ quả nhiên là hèn hạ vô sĩ đến cực điểm đệ tử thiên thánh cung còn chưa động trên mặt đất lại nổ vang một tiếng cực lớn sau đó là sáu đầu rắn bạch ngọc đang nhúc nhích một đạo hào quang ánh vàng rực rỡ xuất hiện trước mặt bọn họ sau một khắc đệ tử thiên thánh cung trợn mắt há hốc mồm nhìn một con rắn cực lớn xuất hiện, đầu rắn cực lớn này, dài vài chục trượng, toàn thân kim quang lóng lánh, chỉ thấy sáu đầu rắn bạch ngọc kia đang dính liền vào một thân thể, bao vây bọn họ và người của huyết vụ thành vào giữa, ngọc thủ kim long, tô luyến thủy là người biết nhìn hàng. Vừa rồi đầu rắn cực lớn này không lộ ra toàn bộ bản thể cho nên nàng cho rằng là sáu con bát giai linh thú ẩn núp dưới mặt đất, từ tình hình hiện tại xem ra, làm gì có sáu đầu bát giai linh thú chứ rõ ràng là một con linh thú có sáu đầu, hơn nữa con linh thú này xuất hiện làm nàng nhớ lại một ít tin tức. Ngọc Thủ Kim Long, đây là tên của con rắn ở trước mắt này, con này cũng giống như Phượng Hoàng, đều là thượng cổ linh thú chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Tuy cấp bậc của nó không cao như Phượng Hoàng nhưng không thể kinh thường. Nếu Ngọc Thủ Kim Long phát triển đến thời kỳ trưởng thành, nó sẽ có chín đầu. Đến loại trình độ này dù là linh giai thượng phẩm nhìn thấy cũng phải đi đường vòng. Tuy con Ngọc Thủ Kim Long trước mắt này chỉ có sáu đầu, nhưng cũng đủ làm tô luyến thủy rung lên bởi vì không phải nó chỉ có sáu đầu mà là tám đầu có điều chỉ lộ ra sáu đầu hoàn hảo hai đầu còn lại không biết vì nguyên nhân gì đã biến mất hơn phân nữa, nhìn dấu vết miệng vết thương hẳn là bị thứ gì đó không biết tên thôn vệ ngọc thủ kim long tám đầu cách thời kỳ trưởng thành không kém bao nhiêu ít nhất cũng tương đương với cảnh giới linh giai trung phẩm đỉnh phong tuy hai đầu của nó bị hủy thực lực hơi giảm nhưng nếu không cẩn thận ứng phó chỉ sợ khó toàn thân trở ra. Ha ha ha, Lý Thiên Cừu nhìn thấy cảnh này, cất tiếng cười to, vừa dẫn đầu phần đông cao thủ huyết vụ thành ngăn cản đầu hắc phong, vừa chế nhạo nói, tô cô nương, các ngươi nên tự bảo vệ mình trước thì hơn. Tô luyến thủy hơn sững sờ, hừ lạnh một tiếng, lão thất phu, ngươi cho rằng đầu hắc phong trước mặt ngươi dễ đối phó hơn sao. Lý Thiên Cừu được nàng nhắc nhở, nhìn thấy ngọc thủ kim long đã bị mất hai đầu, thần sắc cũng nghiêm túc lại, tình hình hiện tại rất nguy hiểm lý thiên cừu cũng nhìn ra nhưng đầu hắc phong này nó là một linh thú cường đại chuyên sinh sống trong lòng đất mà những con rắn nhỏ và tiểu hắc phong hắn gặp được trong thông đạo kia có lẽ là hậu đại do bọn chúng sinh sản ra điều này cho thấy thực lực của hắc phong không chênh lệch với ngọc thủ kim long nếu không nó cũng không có khả năng sống sót đến tận bây giờ linh thú có quan niệm địa bàn rất mạnh nhất là linh thú cường đại cái này gọi là một núi không thể có hai hổ bằng không không có khả năng chung sống hòa bình. Nếu giống như trong tưởng tượng, chỉ sợ thực lực của con hắc phong này không chênh lệch với ngọc thủ kim long đã mất hai đầu bên kia, thậm chí khó đối phó hơn một chút, bởi vì hai cái đầu đã biến mất của ngọc thủ kim long, chính là bằng chứng tốt nhất, hai con linh thú này tranh đấu trong lòng đất nhiều năm, chắc chắn hai đầu của ngọc thủ kim long đã bị hắc phong thôn phệ, rất nhanh, Lý Thiên Cừu biết rõ suy nghĩ vừa rồi của mình là chính xác, Hắn dẫn hai ba mươi linh giai cao thủ quần nhau với hắc phong này, nhưng đến hiện tại lại không chiếm được tiện nghi gì. Ngược lại đám người của hắn bị công kích không ngừng kêu khổ thấu trời, không cách nào tới gần nó được. Ngược lại thường xuyên bị nó làm cho kinh hồn tán đảm. Đầu hắc phong này, chắc hẳn là bát dai linh thú. Dù không có khí thế như ngọc thủ kim long, nhưng linh động mười phần, độ nguy hiểm của nó làm người ta khó lòng phòng bị. Cô cô nương, việc đã đến nước này, không bằng chúng ta đánh cuộc một lần ai có thể giải quyết linh thú trước mặt mình trước, người đó sẽ có được cổ bảo, thế nào? Lý Thiên Cừu dò hỏi, hừ, ngươi không nói ta cũng phải làm như vậy. Tô Luyến Thủy hừ lạnh một tiếng, tình hình hiện tại đã rất rõ ràng, hai thế lực đều phải đối phó bác giai linh thú trước mặt mình, nhanh tay thì còn chậm tay thì mất, lúc đó lại đi gây phiền toái cho đối phương, cũng là cách làm tự chiêu đầu vào lưới, ân. Uhm, Lý Thiên Cừu và Tô Luyến Thủy đạt thành hiệp nghị, đang chuẩn bị đem toàn lực để tiêu diệt Hắc Phong nhưng khi con mắt liếc qua cách đó trăm trượng có một thân ảnh cô độc đường phong nhìn hắn cười cười rất thản nhiên hắn không có biện pháp ở đây rất trống trải không có nơi để ẩn nút thân hình hơn nữa đã đến nơi đây đường phong cũng đoán được bảo bối của râu cá trê được giấu ở nơi nào rồi thừa dịp bọn họ mải mê đối phó bác giai linh thú đường phong sẽ có thời gian lấy bảo bối của râu cá trê ra sau đó thản nhiên chạy trốn cho nên hiện giờ có bị lý thiên cừu phát hiện hắn cũng không lo lắng chút nào Lý Thiên Cừu phát hiện Đường Phong thì Tô Luyến Thủy cũng phát hiện, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra nghi hoặc trong mắt nhau, tất cả mọi người cho rằng Đường Phong là người của đối phương, một thiên giai trung phẩm, đặt trong hai thế lực lớn hoàn toàn không có địa vị gì, hành động trọng yếu như thế này làm sao có thể để một thiên giai trung phẩm theo? Huống chi, Lý Thiên Cừu phát hiện kẻ này nhìn có chút quen mắt, giống như đã từng gặp qua. Lại cẩn thận hồi tưởng, không khỏi nhớ tới chuyện mấy tháng trước ở trong một linh mạch chi địa, đúng là hắn đã nhìn thấy đường phong, nhưng lại không lưu lại ấn tượng sâu sắc gì. Đường phong đang phất phất tay với hai vị linh giai trung phẩm, trên mặt là một nụ cười đầy nhiệt tình. Sau đó thân thể co rụt lại, tiến vào trong lỗ thủng mà đầu rắn vừa chui lên, sắc mặt Lý Thiên Cừu đại biến, lúc này mới ra lên cho thủ hạ, đi giết tên kia cho ta. Cùng lúc đó, Tô Luyến Thủy cũng ra mệnh lệnh giống như vậy, ở trước mặt hai thế lực đỉnh cấp, Cổ bảo ngàn năm trước bị người khác cướp đi, đây là chuyện quá sức mất mặt, trong trận doanh của hai bên, phân ra hai vị linh giai cao thủ, đuổi theo về hướng mà thân ảnh Đường Phong vừa biến mất, đi vào trong lỗ thủng trước mặt, bốn người liếc nhìn nhau, vừa liều mạng công kích lẫn nhau vừa nhảy xuống dưới, chỉ phân ra hai người, không phải Lý Thiên Cừu và Tô Luyến Thủy không muốn điều thêm nhân thủ, mà là Hắc Phong và Ngọc Thủ Kim Long quá khó chơi, cho nhiều người đi chỉ sợ lật thuyền trong mương hơn nữa đường phong là là một thiên giai trung phẩm, phái hai vị linh giai đi đối phó hắn là đã cho hắn thiên đại mặt mũi. Hiện tại tranh đấu, chẳng những là tranh đấu trên mặt đất với linh thú, mà dưới mặt đất hai vị linh giai cũng đang tranh đấu. Chỉ cần bất cứ bên nào thắng lợi, đồng nghĩa với việc chiếm hết tiên cơ. Chương 862, Tổ ông dưới lòng đất. Cổ bảo ngàn năm được giấu dưới mặt đất, đây là việc chỉ cần liếc qua là biết, cho nên đường phong cũng không ngoại lệ, phía trên rất trống trải, cho nên không có khả năng là nơi giấu bảo bối, mà sau khi đi vào lỗ thủng kia, Đường Phong phát hiện mình đang đi vào một gian phòng nhỏ, một gian phòng không có quy tắc, cũng không phải do nhân lực tạo nên, diện tích chỉ khoảng 10 trượng, làm cho người ta ngạc nhiên chính là, bốn phía của gian phòng đều có một lỗ thủng, những lỗ thủng này không lớn không nhỏ, rất dễ dàng để cho thân thể ngọc thủ kim long đi thông qua, phóng nhãn nhìn quanh, trong phòng không có vật gì, rất sạch sẽ. Không đợi Đường Phong quyết định có nên xuống tiếp hay không, sau lưng truyền đến một hồi động tĩnh, hai vị linh giai cao thủ của hai thế lực đang đi tới, khi nhìn thấy Đường Phong, bốn người không hẹn mà cùng ngừng tay, đều hướng Đường Phong đánh tới, xem ra bọn họ muốn trước tiên giết Đường Phong để tiêu trừ uy hiếp, sau đó đấu tiếp, Đường Phong làm sao cho bọn họ được như ý chứ? Thân thể nhảy lên, nhảy vào trong lỗ thủng trước mặt, bốn người cũng nghiêm túc, trực tiếp đuổi theo, nhưng chờ đến khi bọn họ rơi xuống phát hiện đã mất dấu đường phong. Nơi này cũng là một gian phòng, không xê xích với gian phòng kia bao nhiêu, bốn phía chung quanh, kể cả phía trên hay phía dưới, đều có một lỗ thủng, bọn họ thả thần thức ra, nhưng không cách nào phát hiện ra thân ảnh đường phong, nhất thời hai mắt nhìn nhau. Nhưng khi hai mắt nhìn nhau, một tia hung quang trong mắt song phương bắn ra, không hẹn mà cùng ra tay rất tàn nhẫn với nhau, trong lúc bốn người chiến đấu, đường phong vẫn không ngừng nghỉ, tiến vào một gian phòng, sau đó lại đi qua một gian phòng khác, không có quy luật gì đáng nói, tuy bốn linh giai hắn không xem vào trong mắt, nhưng hắn không muốn lãng phí thời gian, cho nên tránh thoát là tốt nhất. Trong mỗi một gian phòng đều có rất nhiều lỗ thủng, diện tích gian phòng không lớn, đi vào là nhìn thấy, chỉ tùy tiện chui vào mấy lỗ thủng, chuyển hướng vài lần, Đường Phong cảm giác ở phía sau không có người đuổi theo, ngược lại có cương khí chấn động do chiến đấu truyền tới, xem ra là từ bốn người mà mình tránh thoát vừa rồi nơi này là một địa phương rất kỳ quái sau khi đường phong đi vào chỉ cho rằng trong lòng đất có thông đạo nhưng không nghĩ tới lại kỳ quái như vậy mỗi một gian phòng không lớn không nhỏ và liền kề nhau những lỗ thủng kia chính là thông đạo nối liền các căn phòng nhỏ lại với nhau trong nhất thời đường phong nhớ tới tổ ông tổ ông cũng có hình dáng như vậy một tầng lại một tầng mỗi một tầng đều có một căn phòng nhỏ cung cấp chỗ cho những con ong mật ở lại mà bây giờ nhìn qua trong lòng đất này chính là một tổ ong cực lớn. đây là một thủ bút thật lớn. đường phong có chút bội phục râu cá trê. không biết râu cá trê giấu bảo bối trong căn phòng nào. vừa nghĩ tới đây, đường phong tùy ý bước vào một căn phòng, bước chân liền dừng lại, nhìn cảnh tượng trước mắt, da đầu đường phong rung lên một hồi. các căn phòng vừa rồi đều trống rỗng, cái gì cũng không có, nhưng trong gian phòng này lại có một tổ ong cực lớn. trên tổ ong có vô số tiểu hắc phong đang bay chung quanh. Đường Phong vừa mới vào, đã làm kinh động những con tiểu hắc phong này, sau một khắc, tiếng ông ông vang lên không dứt bên tai, vô số hắc phong đều hướng về phía Đường Phong lao tới, Đường Phong nào dám chần chờ, vội vàng lui về phía sau, lui về gian phòng vừa rồi, lại tiến vào trong lỗ thủng khác. Vô số tiểu hắc phong đều tuy đuổi vào trong gian phòng, không thấy bóng dáng Đường Phong, qua một hồi lâu mới chậm rãi tán đi, xem ra, những gian phòng này cũng không phải an toàn, Đường Phong cảnh giác. Đường Phong hận không thể lấy Sơn Hà Đồ ra, sau đó hỏi râu cá trê. Nhưng khi Sơn Hà Đồ vừa xuất hiện, người của hai thế lực lớn đều nhìn ra mánh khóe. Bọn họ sẽ cho rằng bảo vật xuất thế, như vậy sẽ không quá tốt. Đến lúc đó, chính mình sẽ trở thành tâm điểm cho bọn họ nhắm đến. Cho nên không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, Đường Phong sẽ tự mình tìm kiếm, không dám lấy Sơn Hà Đồ ra. Quyết định chú ý, Đường Phong lại tìm kiếm trong một gian phòng khác. Nửa canh giờ sau, Đường Phong thở dài sau khi tìm kiếm nửa canh giờ hắn đã tìm hơn trăm gian phòng tuy không thu hoạch được gì nhưng cũng không gặp phải nguy hiểm trong những gian phòng này có những chỗ hắc phong tụ tập có những chỗ là nơi những con rắn nhỏ tụ tập nếu bước một bước vào trong đó sẽ bị công kích nếu không có tốc độ nhanh thân pháp linh hoạt chỉ sợ đã gặp phải rất nhiều phiền toái nhưng tổ ong trong lòng đất này quá lớn gian phòng vô số nếu cứ tìm kiếm thế này cũng không có hiệu quả gì hiện giờ mình đã hao phí nửa canh giờ nếu nói thời gian này dài thì không dài, bảo ngắn cũng không ngắn, nhưng với cao thủ của hai thế lực lớn, thời gian này bọn họ sắp giải quyết xong hai con bác giai linh thú kia rồi. Tuy bác giai linh thú khó chơi, nhưng người của huyết vụ thành và thiên thánh cung cũng không phải đồ bỏ, bọn họ đều có linh giai trung phẩm tọa trấn, ngọc thủ kim long và con hắc phong cực lớn kia không thể kéo dài thêm được bao lâu, đợi một lát nữa, nhưng nếu vẫn tìm không thấy, chỉ sợ cần phải cho râu cá trê dẫn đường, đường phong quyết định một chân bước vào lỗ thủng trước mặt, đường phong xuất hiện trong một gian phòng mới, từ khi gặp phải nguy hiểm lần đầu tiên, đường phong vẫn cảnh giác, cho nên khi vừa tiến vào gian phòng hắn vội vàng tìm kiếm một phen, liếc sơ qua, trong mắt đường phong hơi hiếp lại, không chút nghĩ ngợi liền lui trở lại, trong gian phòng đó, có một tổ ong cực lớn, dựa theo kinh nghiệm trước đây, nơi có tổ ong, chắc chắn sẽ có vô số tiểu hắc phong tụ tập, nếu không lui ra, chắc chắn sẽ bị chúng phát hiện, nhưng khi lui ra, lông mày đường phong nhíu lại một cái, bởi vì hắn cảm thấy gian phòng vừa rồi có chút không đúng, hơn nữa tràn cảnh tiểu hắc phong rậm rạp lại không xuất hiện, thò đầu nhìn lại, đường phong nhìn ngắm xung quanh, đường phong không phát hiện dấu vết tồn tại của tiểu hắc phong, cảm thấy gian phòng này lớn hơn các căn phòng trước hai lần có thừa, nhìn tổ ông dán vào đỉnh gian phòng, tổ ông này không bình thường, nó lớn hơn các tổ ông mà hắn nhìn thấy gấp 6-7 lần, tiểu hắc phong đâu. Đường phong quay đầu dò xét, nhưng không phát hiện dấu vết của tiểu Hắc Phong, chẳng lẽ chúng đều ở trong tổ ông. Thả thần thức dò xét một phen, trong tổ ông không có khí tức của sinh mệnh, ngược lại có một cổ năng lượng chấn động kỳ dị truyền đến, chương 863, hệ quét là sạch. Sơn Hà đồ xuất hiện, kinh động đám người trên mặt đất, tự nhiên bọn họ cũng phát hiện, bốn người đang đánh nhau túi bụi, nhưng đều phát giác được điều dị thường, tưởng rằng cổ bảo ngàn năm xuất thế, lập tức dừng tay giảng hòa. Lần mò theo cổ linh khí chấn động tìm tới, đến chỗ này thì gặp được Đường Phong, bốn người vừa nhìn thấy Đường Phong, sắc mặt vui mừng, nhưng khi thấy sơn hà đồ trôi nổi trước mặt Đường Phong, thần sắc trở nên kinh ngạc, bọn họ vốn không nghĩ rằng một bức tranh không gió lại có thể bay, hơn nữa cổ linh khí chấn động trước đây họ cảm nhận được là từ trong bức tranh truyền ra, Cổ Bảo ngàn năm, tinh quang trong mắt một tên đệ tử huyết vụ thành chợt lóe lên, hưng phấn quát lên, sau một khắc, bốn người đồng thời xông tới không đem đường phong để vào trong mắt tám cái tay đều nắm lấy sơn hà đồ động tác bốn người không chậm trâu cá trê cũng nghiêm túc khống chế sơn hà đồ thoát thân làm cho bốn người đều chộp vào hư không đường phong vung tay lên ba cổ dược thi xuất hiện trong gian phòng gian phòng vốn không lớn lúc này càng thêm chật chội dược thi vừa xuất hiện đường phong đã ra lệnh cho chúng tấn công bốn người này bản thân đường phong tay cầm độc ảnh kiếm duệ kim chi lực phát ra vận dụng tá thi hoàng hồn như lan như hổ giết tới, một hồi đao quan kiếm ảnh, sau ba tức thời gian, bốn tên cao thủ của hai thế lực lớn đã té xuống mặt đất, là bọn họ ngu ngốc nên không đề phòng đường phong, tán tá thi hoàng hồn đi, đem ba cổ dược thi thu lại, thuận tay đem âm hồn bốn người cô động ra, thi thể ném vào mị ảnh không gian, bước chân đường phong không dừng lại, đi theo râu cá trê vào một gian phòng khác. Dọc đường đi đụng phải rất nhiều gian phòng nguy hiểm, những gian phòng này cũng làm râu cá trê chấn động, bất đắc dĩ đành phải đi vòng qua hắn không sợ những vật này nhưng đường phong muốn đi qua phải vận dụng tá thi hoàng hồn làm như vậy tiêu hao cương khí quá lớn lạ thật không ngờ lại có nhiều rắn quá dị và hắc phong như vậy năm xưa lão phu chỉ nuôi một con rắn và một con hắc phong thôi mà trâu cá trê nói thầm trong miệng đường phong đi theo phía sau hắn nói ngàn năm qua đi con rắn và con hắc phong mà ngươi nuôi bây giờ đã tới bát dai những con vật này đều do chúng sinh sôi nảy nở ra bát dai Trâu cá trê tràn đầy kinh ngạc, hai con tiểu trúc chip này không ngờ cũng không chịu kém, thời điểm lão phu bắt được, chúng chỉ tới lục giai mà thôi. Này lão thất phu, thời điểm ta tới nơi này gặp phải hai nhóm người, bọn họ nói những vào ngàn năm trước có một cao nhân tên là Tư đồ Lưu lại cổ bảo, Tư đồ mà họ nói có phải là ngươi không? Lão phu đã quên tên của mình rồi." Trâu cá trê cười khổ một tiếng, nhưng xem ra Tư đồ xác thực là tên của hắn, "Bảo bối mà ngươi cất giấu là những thứ gì?" tại sao người của hai thế lực lớn đều nhìn chằm chằm vào nó thế đường phong tràn đầy nghi hoặc có thể làm cho thiên thánh cung và huyết vụ thành đồng loạt ra tay chắc chắn không phải vật tầm thường đường phong cũng rất chờ mong có không ít cụ thể là gì thì ta quên rồi đại thiếu bên này tư đồ lại đi vào một gian phòng bay thẳng xuống phía dưới dưới sự dẫn dắt của tư đồ đi thẳng thêm một nén hương hai người cũng không biết vị trí trong lòng đất của mình là ở đâu đi vào một gian phòng sắc mặt tư đồ đột nhiên vui vẻ, mở miệng nói, đến rồi, tâm thần đang căng cứng của đường phong cũng bình thường trở lại, hắn chờ đợi trong lo lắng, sợ bị đội ngũ của hai thế lực lớn đuổi theo, hiện tại bọn họ cũng đã tới được chỗ cất giấu cổ bảo ngàn năm trước, phóng nhãn nhìn khắp căn phòng, bên trong ngoại trừ những con rắn nhỏ rậm rạp trên mặt đất, cũng không bảo bối gì, ở đâu, đường phong trao mày, đại thiếu, chỉ cần đánh vỡ bức tường kia, ngươi sẽ nhìn thấy chỗ năm xưa lão phu cất giấu bảo bối nhưng tốc độ phải nhanh một ít A, à. lão phu phát hiện có không ít người đang chạy tới nơi này, không cần hắn nhắc, đường phong vẫn luôn thả thần thức ra chú ý động tĩnh của hai thế lực lớn. Sơn hà đồ là một tấm bia ngắm sống, phát ra linh khí chấn động, làm cho người của hai thế lực lớn như mèo ngửi được mùi cá tanh, dứt thẳng đến vị trí của mình. Đã tới đây, không cần râu cá trê tiếp tục chỉ dẫn, đường phong đem sơn hà đồ thu vào trong mị ảnh không gian, phóng xuất ba cổ dược thi ra trực tiếp giết vào trong phòng, tốc chiến tốc thắng, những con rắn nhỏ này dù không tạo ra bao nhiêu uy hiếp với mình, nhưng cũng không thể bỏ qua mặt kệ, chỉ có thể giết toàn bộ mới được, thời điểm đường phong và ba cổ dược thi đang ra sức giết rắn, tốc độ của hai thế lực bỗng nhanh hơn nữa, bọn họ phát hiện linh khí chấn động hùng hậu đột nhiên biến mất không còn nữa, lo lắng vạn phần cho nên phải tăng tốc chạy về phía đường phong. 20 tức qua đi, dưới sự trợ giúp của ba cổ dược thi, Đường Phong đã giết sạch sẽ những con rắn nhỏ trong phòng, lập tức nhìn vào vách tường trước mặt, vận chuyển cương khí, một chiêu phách sát kiếm bổ tới, dưới kiếm thế hung mảnh tuyệt luân, cái vách tường nảy yếu ớt như tờ giấy, trực tiếp sụp đổ. Sau một khắc, Đường Phong phát hiện phía sau vách tường này, có một ít mật thất nhỏ, trong mật thất, đặt nhiều đồ chơi kỳ quái, Đường Phong xông vào trong mật thất, thậm chí Đường Phong cũng chưa kịp nhìn xem bảo bối có hình dạng gì, liền đem tất cả nhét vào trong mị ảnh không gian. Nhưng có một điểm làm cho đường phong nghi hoặc khó hiểu, những bảo bối này không phải là phàm phẩm, nên tản ra khí chấn động mạnh mới đúng, nếu không phải tư đồ chỉ dẫn cho mình, dù mình có dùng thần thức xem xét, cũng không cách nào phát hiện ra trong này có mật thất, và trong mật thất lại có bảo bối, ở đây nhiều gian phòng như vậy, ai nghĩ tới sẽ đánh vỡ một vách tường chứ, tạm thời nghĩ mãi không rõ, sau khi tìm được nơi an toàn thì phải hỏi tư đồ cho rỡ mới được, không qua bao lâu, đường phong đã đem bảo bối trong mật thất quét sạch không còn sau khi xác định không bỏ sót bất kỳ thứ gì đường phong nhanh chóng quay người chuẩn bị chạy thoát khỏi nơi đây nhưng đã quá trễ đường phong vừa trở lại gian phòng trước mắt đã xuất hiện một thân ảnh lý thiên cừu xuất lĩnh cao thủ huyết vụ thành ngăn cản đường đi của hắn bên kia tô luyến thủy xuất lĩnh cao thủ thiên thánh cung ngăn cản hướng chính diện của hắn bàn chân đường phong như bị rút gân hắn đã đánh giá quá thấp tốc độ của hai thế lực lớn quá nhanh, nhanh đến mức chính mình không có thời gian chạy trốn, đánh bạo, đường phong bước chân vào gian phòng kia, cảnh giác bốn phía, chậm rãi nhích tới gần tổ ong cực lớn kia. Đường phong rất kỳ quái, mình đi thẳng tới tổ ong trước mặt, cũng không phát hiện ra thân ảnh của bất kỳ con tiểu hắc phong nào, lấy độc ảnh kiếm ra, đường phong nhẹ nhàng gõ gõ tổ ong trước mặt, vẫn không có động tĩnh. ở đây không có nguy hiểm, ngược lại lại có năng lượng kỳ dị chấn động, điều này đã làm đường phong chú ý, ngẫm lại, Đường Phong vận cương khí, chém một kiếm vào tổ ong, một âm thanh đinh tai phát ra, độc ảnh kiếm chém lên tổ ong, nhưng không làm nó tổn thương chút nào, ngược lại lại có tiếng kim loại chạm vào nhau phát ra, tổ ong này quá cứng rắn. Tuy vừa rồi Đường Phong không dùng bao nhiêu khí lực, nhưng tốc độ cực nhanh, lại thêm cương khí phụ trợ, dù là cương binh cũng có thể bị chặt đứt. Nhưng tổ ong này lại không bị tổn hao chút nào, lần này, Đường Phong càng có hứng thú, tiểu hắc phong bình thường chắc chắn không có khả năng làm ra tổ ong chắc chắn như vậy, chẳng lẽ cái tổ ong này chính là tổ của con hắc phong cực lớn trên mặt đất? cũng chỉ có bác gia linh thú mới có thể có bổn sự này. tổ ong của bác gia linh thú bên trong chắc chắn có thứ tốt. hít một hơi thật sâu, đè nén kích động trong lòng. đường phong sử dụng duệ kim chi lực, trên độc ảnh kiếm xuất hiện một tầng kim quang, giống như được mạ vàng, trông rất đẹp mắt. lập tức đường phong chém ra một kiếm, một kiếm này chém lên tổ ong trực tiếp bổ ra một đạo, nhưng lại không thể chặt đứt, duệ kim chi lực, vô kiên bất tồi, nhưng uy lực của nó lúc này đã giảm đi rất nhiều, đường phong cũng không để ý, bởi vì độc ảnh kiếm đã chém tổ ông rách ra một lỗ hỏng, một cổ hương khí đậm đặc đột nhiên xuất hiện, hít vào trong mũi, thấm vào ruột gan, làm cho người ta rất vui vẻ thoải mái, sảng khoái giống như thể hồ quán đỉnh, tiến lên xem xét, đường phong phát hiện trong tổ ông, có một ít chất lỏng màu vàng kim nhạt, bề mặt thứ này cứng rắn như vậy, bên trong lại xuất hiện chất lỏng, mượt mà no đủ, sắp xếp chỉnh tề phân bố trong tổ ong, mà mùi thơm vừa rồi, chính là từ thứ này phát ra, bên trong tổ ong thì chỉ có mật ong thôi, đây là thường thức. Nhưng thứ mật ong trước mặt nhìn rất mượt mà no đủ hóa thành hạt tròn, cốt hơn mật ong bình thường rất nhiều, màu vàng kim nhạt của nó sáng hơn cả trân châu, tìm được bảo bối, đường phong không biết nó có tác dụng gì, nhưng từ mùi hương phiêu đảng trong không khí để suy đoán, thứ này chắc chắn không phải tục vật, thò tay nhặt lên một hạt lên, đặt lên chóp mũi ngửi ngửi, mùi thơm càng đậm, há miệng ra, đường phong đem hạt màu vàng kim nhạt này ngậm vào trong miệng, vừa vào miệng lập tức hóa thành chất lỏng, cảm giác giống như cam tuyền vừa vào miệng liền chui thẳng vào bụng, tràn vào trong đan điền, đường phong phát hiện. Cương khí bị tiêu hao trong khoảng thời gian này chỉ trong chốc lát đã được bổ sung trở lại, không chỉ thế. Ngay cả tinh thần cũng chấn động, cảm giác mát mẻ như bao phủ khắp toàn thân, trong miệng tràn ngập mùi hương, Đường Phong cảm giác dư vị vẫn còn trong đầu lưỡi, xem ra thứ đồ vật màu vàng nhạt này có tác dụng hồi phục cương khí trong thời gian ngắn, hiệu quả của nó còn tốt hơn khi phục dụng những đan dược khôi phục cương khí rất nhiều, nhưng Đường Phong cũng có chút thất vọng nho nhỏ, hắn cảm giác, cảm thấy những thứ đồ vật màu vàng kim nhạt này không nên chỉ có tác dụng với đan điền mới đúng, Duệ Kim chi lực Đường Phong đem lực lượng cương tâm quán chút vào trong độc ảnh kiếm, cầm kiếm nhảy lên không trung, chém chém mấy kiếm, đem phần dính vào trong đỉnh gian phòng của tổ ông cắt đứt, vẫy tay, trực tiếp thu tổ ông vào mị ảnh không gian, không còn thời gian để trì hoãn nữa, cương khí chấn động trên đỉnh đầu càng ngày càng mãnh liệt. Rất rõ ràng cuộc chiến đấu của người hai thế lực lớn với hai con linh thú đang đi đến giai đoạn cuối cùng. Một khi bọn họ đánh xong, chỉ sợ tất cả bọn họ sẽ xâm nhập vào trong tổ ong dưới đất này nhiều linh giai tiến vào như vậy, trong một hoàn cảnh như thế này, nếu bị bọn họ vây quanh, đường phong đừng mong tìm kiếm được cổ bảo, trừ phi sử dụng đòn sát thủ, giải quyết cuộc chiến trong thời gian một nén hương, lại xuống tiếp hơn 10 gian phòng, đường phong vẫn không tìm được địa phương mà râu cá trê giấu bảo bối, sau khi đi vào một gian phòng, điểm mấu chốt trong tâm lý đường phong cũng bị đánh vỡ, cắn răng một cái, đem sơn hà đồ từ trong mị ảnh không gian ra, cùng lúc đó, trên mặt đất người của hai thế lực lớn đang chiến đấu với linh thú cũng cảm nhận được cổ linh khí chấn động này. Lý Thiên Cừu hét lớn một tiếng, cổ bảo ngàn năm xuất thế, nhanh chóng giải quyết con nghiệp xuất này cho ta. Tô luyến thủy ở bên kia nhịn không được quát lên không thôi. Giết con rắn này này, tuyệt đối không thể để cho người của huyết vụ thành vượt lên trước. Hai đại linh giai trung phẩm hạ lệnh, hơn 10 linh giai cao thủ lập tức nhận lệnh. Hắc Phong và Ngọc Thủ Kim Long vốn là nỏ mạnh hết đà lúc này chèo chống không được 10 tức thời gian, liền bị hai thế lực lớn đánh chết. Hai nhóm người cơ hồ cùng giết đối thủ của mình cùng lúc, ngay cả nội đan cũng không kịp lấy, trực tiếp chạy vào trong lỗ thủng nằm gần mình nhất. Đại thiếu có gì phân phó, đường phong ở trong tổ ông dưới lòng đất, trâu cá trê vừa xuất hiện lập tức cung kính hỏi thăm, bảo bối mà ngươi giấu rốt cuộc ở đâu. Nhanh nói ra, đường phong không dám trì hoãn chút nào, gấp gáp mở miệng hỏi, ồ, đại thiếu đã tiến vào rồi sao? Điều này cũng đúng, dùng bổn sự của đại thiếu, bẫy rập và linh thú bên ngoài, không thể nào ngăn cản được bước chân của đại thiếu, nói nhảm thêm một câu nào nữa, ta sẽ lập tức giam ngươi lại, thời gian của Đường Phong lúc này rất gấp, còn có thể nghe hắn nói nhảm sao? Đại thiếu xin mời đi theo ta, thần sắc Trâu Cá Trê nghiêm túc, khống chế sơn hà đồ đi trước dẫn đường, giống như cưỡi ngựa xem hoa đi xuyên qua tổ ong trong lòng đất, không dừng lại chút nào, ngẫu nhiên dừng lại một lát, sau đó tiếp tục đi tiếp, xem ra ngàn năm trôi qua Hắn đối với nơi này cũng có chút không quen thuộc, dù sao nơi này cũng có phần ảnh hưởng rất lớn từ hai con bát giai linh thú kia, làm quấy nhiễu trí nhớ của hắn. Đi được một lúc, thời điểm Đường Phong và Râu Cá Trê vào một gian phòng, đột nhiên từ lỗ thủng đối diện xuất hiện bốn đạo thân ảnh. Bốn người này chính là bốn người lúc trước hai đại thế lực hạ lệnh đuổi theo Đường Phong. Chương 864: Nếu ta muốn ngươi. Bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, đường phong đang định dùng âm hồn cường đại nhất trong cương tâm ra để đánh cược một lần vận dụng âm hồn này xung phong liều chết thoát ra tuyệt đối không có vấn đề gì nhưng chỉ sử dụng được trong thời gian một nén hương nếu chết không hết chính mình ngu xuẩn bạo lộ ác chủ bài ra ngoài sau này có giao thủ với người của hai thế lực lớn sẽ không chiếm được chút tiên cơ nào hôm nay mình bạo lộ trước mặt họ chỉ sợ thời gian sau này sẽ không sống khá giả gì đường phong tự đánh giá Lý Thiên Cừu và Tô Luyến Thủy quan ánh mắt về mật thất phía sau lưng Đường Phong. Rất rõ ràng, gian mật thất này chính là địa phương cất giấu cổ bảo, nhưng hiện giờ thì nó trống rỗng, đừng nói cái gì cổ bảo ngàn năm, ngay cả rắm cũng chẳng có. Phát giác được điểm này, sắc mặt Lý Thiên Cừu và Tô Luyến Thủy trở nên khó xem, bọn họ liều chết liều sống đi đến nơi đây, lại bị người ta nhanh chân đến trước, điều này với người của hai thế lực lớn mà nói, thật sự là không thể chịu đựng được cho dù bị đối phương chiếm tiên cơ, điều này nói rõ nghệ không bằng người, nhưng Đường Phong hiện giờ chỉ là một tiểu tử thiên giai trung phẩm mà thôi, một thiên giai trung phẩm không lọt được vào mắt của mọi người ở đây. Lý Thiên Cừu hận không thể tiến lên giết Đường Phong ngay lập tức, sau đó tìm ra cổ bảo ngàn năm, nhưng hắn biết không thể làm vậy, Tô Luyến Thủy và đám cao thủ Thiên Thánh cung sẽ không cho hắn có cơ hội làm việc này. Không thể làm gì, cục diện lúc này hình thành thế chân vạc, bên phía Đường Phong là phía nhỏ yếu bất lực nhất vị bằng hữu kia, Lý Thiên Cừu đột nhiên cười ha hả, nhìn đường phong nói, nếu trí nhớ của lão phu không sai, trước đây chúng ta đã gặp qua nhau một lần phải không? Lúc này đường phong giữ nguyên tắc im lặng là vàng, cái gì cũng không nói, hắn cũng nhìn ra, đội ngũ hai phe đều đang cố kỵ lẫn nhau, đây chính là đường sống duy nhất của mình, tuyệt đối không thể đắc tội bất kỳ phe nào, nếu không thế chân vạc sẽ bị phá vỡ, ha ha, bằng hữu cẩn thận như thế, điều này không đáng trách. Lý Thiên Cừu thấy đường phong không đáp lời, cũng không để ý, vẻ mặt vẫn tươi cười nói, lão phu chỉ muốn hỏi tiểu hữu, đã từng nhìn thấy trong mật thất phía sau có đồ vật gì hay không, nghe hắn hỏi như vậy, tô luyến thủy cũng rất chờ mong, đôi mắt đẹp nhìn chầm chầm vào đường phong, như bằng hữu đã lấy được đồ vật trong mật thất, xin hãy giao cho lão phu. Lão phu sẽ bảo vệ ngươi bình yên rời khỏi nơi này, hơn nữa sẽ tiến cử gia nhập huyết vụ thành, cho ngươi chức vị ngoại môn chấp sự, thế nào? Lý Thiên Cừu ân cần dụ dỗ, nói, không nên nghe hắn nói bậy, thấy Lý Thiên Cừu dùng chức vị để hấp dẫn đường phong, tô luyến thủy lúc này gấp gáp lên, nàng sợ tên thiên giai trung phẩm này đáp ứng, cục diện hiện giờ, chính là xem ai có thể dụ dỗ được tên thiên giai trước mặt này, chỉ cần hắn đem bảo bối trong mật thất giao ra, đồng nghĩa với một phương sẽ giành được thắng lợi, từ trước tới nay huyết vụ thành chưa bao giờ giữ lời, nếu ngươi giao đồ vật cho hắn, sau một khắc ngươi sẽ bị giết sắc mặt lý thiên cừu phẫn nộ nhìn tô luyến thủy nói tô cô nương chẳng lẽ thiên thánh cung các ngươi chưa bao giờ làm chuyện tổn hại người khác sao ngươi có mặt mũi chửi mắng danh dự của huyết vụ thành ta sao hừ bổn hộ pháp ăn ngay nói thật mà thôi lý thiên cừu hít sâu một hơi lại nhìn đường phong chỉ vào tô luyến thủy nói bằng hữu nếu ngươi đáp ứng yêu cầu của lão phu lão phu không chỉ thực hiện lời hứa hẹn sau khi trở về huyết vụ thành sẽ tặng cho người 10 vị mỹ nữ như mỹ nhân trước mặt này, bảo đảm cả đời ngươi không lo, vinh hoa phú quý." Bộ Ngực Tô Luyến Thủy lúc này phập phồng lên xuống, dù gì nàng cũng là linh giai trung phẩm, lúc này nghe Lý Thiên Cừu nói thế, hơn nữa là chuyện xấu xa, sao không tức giận chứ? Tức thì tức, nhưng Tô Luyến Thủy vẫn kiềm chế phẫn nộ trong lòng, nàng biết nếu lúc này ra tay, cục diện sẽ không thể nào vãn hồi được, tất cả vẫn vì bảo bối trong tay của người trẻ tuổi trước mặt quan trọng hơn, người trẻ tuổi nếu ngươi có thứ gì muốn giao cho lão thất phu này bổn hộ pháp sẽ không ngăn cản nhưng ngươi phải suy nghĩ kỹ thanh danh của huyết vụ thành từ trước đến nay rất tệ hại đường phong gật đầu thật mạnh tô luyến thủy cố nặng ra vẻ tươi cười rất rõ ràng phản ứng của đường phong vừa rồi làm nàng thỏa mãn tiếp tục mở miệng nói nếu ngươi có thể đem đồ vật giao cho bổn hộ pháp ta sẽ tiến cử ngươi gia nhập thiên thánh cung nhưng chức vụ thì không thể nào cho ngươi bởi vì thực lực của ngươi quá thấp trao chức vụ cho ngươi chỉ sợ kẻ dưới không phục tùng, nhưng bổn hộ pháp cam đoan, sẽ dùng đại lượng tài nguyên để bồi dưỡng ngươi, giúp ngươi mau chóng phát triển, khi đó ngươi có thể tranh đoạt địa vị trong thiên thánh cung cho mình. Hai đại linh giai trung phẩm nói chuyện khác nhau rất lớn, nhưng chỉ cần không phải người hồ đồ đều có thể nhìn ra, Tô Luyến Thủy nói có 89 phần 10 là thật, mà Lý Thiên Cừu chính là người lừa dối. Nếu ta muốn 10 người đẹp như ngươi thì có hay không? Vẻ mặt đường phong giống như tham lam, mở miệng hỏi vẻ mặt xinh đẹp của tô luyến thủy phát lạnh, thiếu chút nữa nhịn không được trực tiếp đánh chết đường phong. Thở gấp một hơi thật sâu mới cắn răng nói, nếu ngươi thật sự muốn, bổn hộ pháp sẽ cho ngươi, hắc hắc, đường phong nhăn nhó không thôi, nhìn tô luyến thủy mặt mũi thẹn thùng nói, nếu ta muốn ngươi thì sao, Lý Thiên Cường nghe xong, thiếu chút nhịn không được bật cười, làm càng. Tô luyến thủy đè nén phẫn nộ, đám cao thủ thiên thánh cung ở phía sau nàng phẫn nộ quát lên, bùng nhão không thể nặng thành tường nhìn biểu hiện của đường phong tô luyến thủy nhịn không được quán thầm trong lòng vốn cho rằng một thiên giai trung phẩm có thể ở trước mặt người của hai thế lực lớn tìm được bảo bối nhất định là nhân tài nhưng bây giờ xem ra hắn hoàn toàn không có bản lãnh gì tìm được tới nơi này chỉ sợ là do vận khí chó mà thôi thần sắc đường phong hoảng hốt vội vàng khoát tay nói nếu ngươi không muốn vậy người tìm mười nữ nhân có bộ ngực lớn như ngươi là được rồi sắc mặt tô luyến thủy trắng bệch vì bảo bối nàng vẫn nhịn xuống gật đầu nói, ta đáp ứng ngươi, nhưng với điều kiện là ngươi phải còn sống ra ngoài rồi nói sao, trong lòng tô luyến thủy hạ quyết định, một khi lấy được bảo bối, song phương hỗn chiến thì mặc kệ tên sắc quỷ này, khi đó người của huyết vụ thành sẽ giết hắn.